và có những cái mà nó sẽ làm cho con người đau khổ. Thế thì ở đời thì ai cũng muốn là mình có những cái an vui hạnh phúc và không ai muốn khổ đau. Nhưng mà vì cái sự si mê tà kiến ở thế gian, người ta không có biết nguyên nhân là cái khổ đau nó từ đâu mà đến, mà an vui nó cũng từ đâu mà ra. Cho nên là người ta hay đi trốn những cái nỗi khổ và hay đi tìm những niềm vui, nhưng mà lại không biết tạo ra cái niềm vui đấy. Và lại con người ta thì tạo, không biết là mình tạo những cái nhân nào đưa đến khổ đau và cái nhân nào nó đưa đến cái sự an vui. Thì một cái người cần có cái sự hiểu biết rằng là niềm vui, cái sự an vui đó là quả của những cái nghiệp thiện mà mình đã làm trong quá khứ. Khổ đau cũng là quả của những nghiệp bất thiện mà mình đã làm trong quá khứ. Nó trổ ở cái kiếp hiện tại này. Và ở trong cái kiếp hiện tại này, mình vừa hái quả, mình vừa tạo nhân. Ví dụ như là khi mà mình sinh ra làm người này, thì đấy là quả của những cái nghiệp thiện mình đã làm trong quá khứ. Nhưng mà khi sinh được làm người này, có lúc thì mình tạo nhân lành, có lúc mình tạo nhân bất thiện. Nên là đến lúc chết, ai mà tạo được nhiều cái nhân lành thì sẽ được sinh về cái cõi an lành. Ai mà tạo nhiều cái nhân bất thiện thì sẽ để đọa xuống những cõi khổ đau. Vậy thì trong thế giới này nó có rất là nhiều những cái cõi sống, như là có những cái cõi khổ đau như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó là những cái quả của những nghiệp bất thiện mà những chúng sinh đã tạo, cho nên là phải tái sinh. Và có những cái cõi an vui như là cõi thiên giới, các cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đấy là quả của những nghiệp thiện mà một trong những thiện nhân, những cái người đã làm những cái việc, những cái tâm, những cái việc phước này nên là được sinh ra. Hay là có cái cõi nhân gian, là những người làm, những người được sinh làm người là những người cũng có những cái nhân này, nhưng mà cái nhân này nó cũng không quá lớn, cho nên là khi sinh lại làm người, cái sự an vui nó cũng không nhiều lắm. Mà cái nhân bất thiện nó cũng có, nhưng mà nó không quá nhiều, cho nên là cái sự khổ đau nó cũng không quá lớn như là ở những cõi địa ngục, ác quỷ, súc sinh. Mà cái sự an vui hạnh phúc thì nó cũng không to lớn như là các cái cõi thiên giới. Cho nên là cõi người thì có những lúc mình gặp những cái niềm vui thì đấy là những cái nghiệp thiện mà mình đã làm nó trổ quả. Có lúc mình gặp những cái nỗi bất hạnh thì đó là do những cái nghiệp xấu mà mình đã làm cho nên nó trổ quả. Vậy thì một cái người có cái niềm tin về những cái nhân quả, về cái nghiệp báo như vậy, thì cái vị đó sẽ thấy ra được cái dòng sinh tử, tức là tất cả chúng sinh cứ chết ở chỗ này, sinh về chỗ kia theo nghiệp của mình. Thì từ kiếp này sang kiếp khác và nó trải qua nhiều đời nhiều kiếp như vậy, thì cứ cái đời nào mình tạo được những cái phước thiện thì mình sẽ được an vui, đời nào mình không có phước thiện thì mình sẽ phải chịu những cái bất hạnh khổ đau. Vì có cái sự hiểu về các cái nhân sinh quan hay là cái thế giới quan, sau đó rồi thì vị đó mới biết được là tất cả những cái nhân của những cái an vui và những cái khổ đau đều nằm ở trong tâm. Thì nó sẽ có ba cái nhân mà dẫn đến cái khổ đau, và nó có ba cái nhân để dẫn đến cái sự an vui hạnh phúc. Ba cái nhân mà dẫn đến khổ đau, nó nằm ở trong cái tâm tham, tâm sân và tâm si. Nó gọi là ba cái nhân bất thiện. Thế lúc nào mình khởi lên một cái tâm tham, tham ái, tham luyến, tham đắm đối với những cái cảnh trần. Ví dụ như trong con mắt mình, tham đắm với cảnh sắc, tai tham đắm với âm thanh, mũi tham đắm với mùi hương, lưỡi tham đắm vị, thân tham đắm với cảnh xúc chạm ở bên ngoài. Và khi mình khởi lên một cái tâm tham đấy, mình có một cái hành động để thỏa mãn cái lòng tham đấy, thì cái hành động đấy được gọi là bất thiện. Nhưng mà thì mình nói ra một cái lời nào đó mà nó xuất phát từ cái lòng tham muốn đấy, thì cái lời nói đấy là bất thiện, là ác nghiệp. Khi mình khởi lên một cái tâm sân hận, thì cái rồi mình nó được phát ra thành những cái hành động của cái tâm sân hận đấy, và nó phát ra thành những cái lời nói của những cái tâm sân hận đấy, thì lúc đấy nó là những cái nghiệp bất thiện, mình sẽ để lại những cái ác nghiệp. Khi mình khởi lên một cái sự si mê có nghĩa là hiểu sai sự thật, hay nó gọi là cái tâm tà kiến,
Rồi mình có những cái lời nói và hành động của cái tâm si mê đấy, thì lúc đấy nó cũng là bất thiện, ác nghiệp và tạo, và nó để lại những cái nhân khổ đau ở trong tương lai. Chính vì có những cái tham sân si đấy, nên là có những cái hành động như là sát sinh, hoặc là mình đánh đập chúng sinh, có những cái hành động như là lấy trộm cắp hay là phá hoại tài sản của người khác, mình có những cái hành động như là tà dâm, hay là có cái sự bất chánh về cái hạnh trong sạch của cái người đấy, hay là mình có những cái lời nói dối, cái lời nói thô tục, cái lời nói độc ác, cái lời nói phù phiếm, nó cũng đều sinh ra từ cái tâm tham sân si. Hay là có những cái hành động như là mình dùng những cái chất say nghiện, rồi thì tất cả những cái điều đấy nó đều xuất phát từ cái tâm tham sân si, và nó để lại cái quả báo khổ đau, cái quả báo và sau này mình phải sinh về những cái cõi khổ. Còn lại nó có ba cái nhân mà có thể tạo ra cái sự an lành, đó là nhân vô tham, vô sân và vô si. Vô tham ở đây nó có thể mình xa lìa được cái tâm tham, ví dụ như là các căn của mình nó không tham đắm với cảnh trần, con mắt nó không tham với cảnh sắc, tai nó không tham với âm thanh, mũi không tham với mùi hương, lưỡi không tham vị, thân không tham sự xúc chạm. Thì một cái người mà ni được cái tham đấy, đoạn trừ được cái tâm tham đối với các cái cảnh đấy, thì cái lời nói và hành động của mình nó sẽ để lại cái sự thiện này, và nó không có cái bất thiện. Hay là một cái người có cái tâm vô sân, tức là không sân hận đối với chúng sinh, thì là cái người đấy sẽ không có những cái hành động và lời nói gây tổn hại, hay là gây khổ đau, hay là sát hại những cái loài chúng sinh khác. Và có cái tâm vô si. Cái tâm vô si ở đây có nghĩa là cái người đó hiểu đúng cái sự thật, tức là cái gì nó đúng thì vị đó biết nó là đúng, cái gì nó sai thì biết nó là sai, biết phân biệt chánh tà, đúng sai phải trái tốt xấu. Thì cái tâm đấy được gọi là cái tâm được gọi là trí tuệ, và cũng gọi là cái tâm vô si. Cái gì nó chỉ có ba cái nhân nữa, tham sân si là nhân của những cái ác nghiệp, và nó cũng là nhân của những khổ đau bất hạnh. Còn có ba cái nhân vô tham, vô sân, vô si, thì đó là nhân của những cái điều thiện này, là nhân của những cái sự an vui hạnh phúc. Thì ba cái nhân này nó đều nằm trong tâm, tâm con người. Vậy thì cái sự tu tập ở đây là cần tu tập về về thân và tu tập về tâm. Thì vì để mà hiểu được ba cái tâm tham sân si và ba cái nhân vô tham, vô sân, vô si thì nó dễ, nhưng mà để tu tập đoạn trừ được tham sân si và phát triển được vô tham, vô sân, vô si thì lại rất là khó. Nó cần phải có một cái sự công phu tu tập, và nó cần phải có cái sự tuần tự đi từ dễ đến khó, đi từ thấp đến cao thì mới tu tập được. Còn nếu như mình chỉ học những cái giáo pháp mà mình cứ học lý thuyết cho đó, có những cái pháp rất là cao, rất thâm sâu mình tu tập mà mình bỏ qua những cái bước tuần tự dễ dàng trước, mình thực hành những cái pháp cao siêu trước thì mình không đạt được. Thế thì cái bước tuần tự của cái trong cái pháp để thực hành, tức là cái pháp học là để mình hiểu ra, và cái pháp hành là để mình có thể chứng đạt, chứng ngộ. Khi mà một cái người có cái niềm tin về cái nghiệp nhân quả báo luân hồi như vậy rồi, thì sẽ có một cái bước tiếp theo, đó là sẽ thực hành để mình thoát ly cái khổ đau và đạt được cái sự an vui. Thì trong những cái bước thực hành đầu tiên, đó là một cái người đấy cần có cái sự là từ bỏ những cái nhân bất thiện, những cái việc làm bất thiện, và làm những cái việc thiện. Đấy là cái pháp thực hành. Thì đấy là cái pháp gọi là thọ trì tam quy ngũ giới, tức là giữ năm giới, tránh xa sát sinh, tránh xa trộm cắp, tránh xa tà dâm, nói dối, uống rượu. Đấy là một cái bước đầu tiên nhất, căn bản nhất của những điều thiện này, của những cái pháp thiện. Đấy là từ bỏ những cái ác pháp và thực hành những cái thiện pháp. Thì với bất cứ ai mà từ bỏ cái bước đầu tiên này thì cái người đấy không bao giờ có thể tu tập mà thành tựu được những cái pháp cao thượng hơn. Tức là trong những cái pháp tu tập này có những cái pháp cơ bản nhất, và sau đó nó có những cái pháp tu tập còn có thể đạt đến cái mức cao thượng hơn về tâm linh nữa.
thì cái sự tu tập như không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu thì sẽ làm cho cái vị đấy có cái sự trong sạch ở nơi thân, tức là thân không có tạo ác nghiệp sát sinh, trộm cắp, tà dâm, khẩu không tạo ác nghiệp mà nói dối, hay là uống các cái rượu, các cái chất say nghiện. Nhưng mà cái vị đấy chưa tu tập được về tâm, tâm nó vẫn ô nhiễm, vẫn phiền não, vẫn tham sân si, vì vậy cần phải có những cái pháp tu tập hơn nữa. Thì ngoài cái việc mà thực hành giữ năm giới ra thì vì đó có cái cách đó để tăng trưởng cái đức hạnh của mình, cái đạo đức trong cái cuộc sống này, đó là cái sự thu thúc các căn, ví dụ như là mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình luôn luôn phải có cái sự giữ gìn chánh niệm, tức là có cái sự chánh niệm tỉnh giác. Ví dụ như là những cái cảnh gì nó khiến cho tâm mình bị động thì phải tránh cái cảnh đấy. Ví dụ như người đó phải tránh xa những cái người bất thiện, những người ác, thân cận những người thiện. Đấy là một cái cách làm giữ cho mình tránh được nỗi nầm, tránh xa như là một cái người đó chế ngự các căn của mình, không cho nó tiếp xúc với những cái cảnh mà nó sinh ra cái tâm ô nhiễm. Như như là một cái người mà mình hay xem những cái phim, hay là xem nghe những cái bản nhạc mà nó kích động cái tâm tham dục, kích động cái tâm sân hận, kích động cái sự tà kiến, thì dù mình có muốn trở thành mình có muốn cái tâm mình trong sạch, nhưng các căn của mình nó tiếp xúc với cảnh ô nhiễm, cái tâm nó vẫn bị ô nhiễm, mình không có làm chủ được nó. Và giờ mình muốn làm chủ được cái tâm, phải cho các căn của mình nó tiếp xúc với các cảnh thanh tịnh, tức là nó tránh xa những cái cảnh ô nhiễm. Vậy thì nó phải có, vậy thì một cái người có một cái môi trường thanh tịnh thì cái người đấy sẽ có được cái tâm thanh tịnh. Cái môi trường ô nhiễm thì cái tâm sẽ ô nhiễm. Vậy thì cái bước để mình giữ gìn được cái tâm của mình nó trong sáng thanh tịnh, mình phải có một cái thân cận một cái môi trường thanh tịnh, thân cận những cái hội chúng thanh tịnh và thân cận những cái người trí thức, những người thanh tịnh. Đấy là một cái cách thứ hai, đấy gọi là phòng hộ, là mình sống mình biết cách. Một cái cách thứ ba nữa để mình có được cái tâm thanh tịnh nữa, đó là cái sự gọi là nuôi mạng thanh tịnh, nuôi mạng chân chánh. Thì tức là mình phải xem cái nghề nghiệp của mình đang sinh sống là một cái nghề nó là một cái nghề thiện nghiệp hay là một cái nghề bất thiện nghiệp. Ví dụ những cái nghề nào mà nó trực tiếp hoặc gián tiếp làm tổn hại sinh vật, sinh linh, như là sát sinh, như đi đánh bắt, săn bắn, thì là đấy là những nghề ác phải tránh. Những cái công việc của mình như là sản xuất, chế biến vũ khí, mặc dù mình không có trực tiếp giết sát hại, nhưng mà khi mình sản xuất và chế tạo vũ khí và những cái chất, những cái công cụ để sát hại sinh vật thì cái tâm ác nó vẫn khởi lên. Mặc dù lúc mình không làm ác nhưng tâm ác nó vẫn khởi lên. Trong lúc mình làm mình phải biết là cái này để mà sát thương cái đối tượng như thế này, nó sẽ tiêu diệt những cái con cái loài này loài kia. Đấy là tâm ác nó vẫn khởi lên, và nó cũng khởi lên liên tục thì nó sẽ trở thành thói quen, và nó sẽ trở thành nó sẽ trở thành tính cách của mình. Hay là một cái người buôn bán những cái chất đấy, tàng trữ những cái chất đấy, thì nó cũng đều là một cái nghề bất thiện. Sản xuất, buôn bán thuốc độc, chế tạo chất gây nghiện, hay là chế tạo những cái vũ khí và những cái đồ để những cái công cụ để sát hại sinh vật, thì tất cả những cái đấy nó là những nghề bất thiện. Mà mình tránh được những nghề đấy thì cái tâm thiện của mình nó mới khởi lên. Đấy là một cái cách để hỗ trợ cho mình có được cái tâm thanh tịnh. Và một cái cách để hỗ trợ cho mình được có cái tâm thanh tịnh đó, đó là mình sống có cái sự chi túc biết đủ. Chi túc biết đủ ở đây có nghĩa là ví dụ như là không có cái sự so sánh về hơn thua về những cái vật dụng như là chỗ ở, thức ăn, đồ mặc và những cái thuốc chữa bệnh, có bốn cái vật dụng hàng ngày. Tuy nhiên là chỗ ở mình chỉ coi nó là một cái để che nắng che mưa, mình không có quan trọng là nó đẹp hay xấu. Y phục để mặc thì cái coi nó là cái che thân, mà không có quan trọng về nó về cái so sánh giữa mình với người khác. Thì là những cái vật dụng như vậy mà mình có cái sự, một cái người
ta là hay có một cái tâm, đó là cái tâm lòng tham vô đáy. Ví dụ mình có rồi thì mình lại muốn có nữa, có rồi muốn có, đấy là cái tâm lý của con người nó là như vậy. Và không bao giờ biết đủ thì không bao giờ cái tâm của mình nó an ổn. Nên một cái người mà biết đủ thì lúc đấy mình có gọi là cái tâm chi túc. Mình coi tất cả những cái vật dụng hàng ngày chỉ là cái phương tiện để sinh sống, chứ mình không có cái sự so sánh hơn thua cao thấp giữa mình với người khác, thì cái tâm nó tự động nó an ổn. Thì đấy là những cái pháp tu tập ở thế gian để mình có được cái đạo đức ở thế gian rồi. Sau đó mình muốn tu tập những cái pháp sâu hơn nữa thì bắt đầu tu tập những cái pháp thuộc về tâm. Thì những cái pháp tu tập về tâm ở đây là để đối trị lại những cái phiền não, những cái tâm ô nhiễm hay là những cái tham sân si ở trong nội tâm. Thì những cái phiền não này thì mình cảm nhận nó thì mình cảm nhận được, nhưng mà để mà chế ngự được nó thì rất là khó, cần phải có cái sự tu tập. Mà tu tập ở đây thì một cái người đấy cần phải biết được cái tâm tính hay cái căn tính của mình nó thuộc về cái hạng căn tính nào, thì mình mới sẽ đối trị được nó một cách dễ dàng. Thì ở cái bước tu tập này thì người ta sẽ có 6 thì cái tâm con người nó có 6 cái căn tính này. Như là có người thì sẽ có nổi trội về tánh tham, có người ở trên đời sẽ có cái tâm nổi trội về tánh sân, có cái người thì nổi trội về tánh si, có cái người thì nổi trội về tánh đức tin, có cái người nổi trội về trí tuệ, và có cái người thì nổi trội về tánh tư duy. Tức là trong 6 cái căn tánh này mình sẽ có một cái căn tánh nào đấy nó nổi trội hơn. Ví dụ như là có những cái người thì có cái tánh tham nó nổi trội. Tánh tham nó nổi trội ở đây là cái người đấy là ưa thích hưởng thụ, ưa thích hưởng thụ những cái dục lạc ở thế gian hơn là những cái tâm khác. Thế thì cái người đấy cần phải tu tập đối trị lại cái tâm tham này trước tiên. Nhưng mà cũng có người ở đây thì có cái tánh sân, nó là hay sân hận, hơi ai đụng đến là cái tâm sân nó khởi lên. Cái tâm sân thì nó có bốn cái dạng khác nhau. Ở đây có một người thì tức là cứ ai đụng đến cái lòng tự ái của mình, những cái lòng tự trọng của mình thì là mình sẽ khởi lên cái tâm sân. Có cái người thì có cái tánh sân đó là ganh tị, tức là mình thấy cái người khác hơn mình là mình cảm thấy ghen ghét khó chịu. Có người thì cái tánh sân thì nó thuộc về cái tánh mà nó hay trạo hối, tức là cái người đấy hay có cái sự hối hận, hối tiếc, ân hận, tức là mình cứ làm một cái việc gì đó không được thì mình khởi lên cái tâm hối hận, thì cái đấy nó cũng là sân. Có cái người thì sân nó thuộc về cái tánh bỏn sẻ, tức là lúc nào mình cũng chỉ muốn tự nợ cho bản thân mình và mình không muốn cái người khác được như mình, tức là không muốn san sẻ cái của mình, những cái mà mình đang có với ai. Thì nó có 4 cái loại sân như vậy, thì có thể là mình sẽ có một trong 4 cái loại sân đó. Có cái người thì có cái tánh si nó nổi trội, tức là cái người đấy là cái người có cái trí tuệ nó chậm chạp và nó cái sự ghi nhớ, tức là cái trí nhớ kém do cái tâm hay bị lãng quên, tức là cái người đấy không có cái sự tập trung chuyên tâm một thời gian dài trên một cái công việc gì và cứ cái tâm nó cứ bị lăng xăng. Hoặc là cái tánh si thì nó thuộc về cái sự hoài nghi, tức là cái người này là hay nghi ngờ, lúc nào không phân biệt được đúng sai phải trái tốt xấu, cho nên là khởi lên cái tâm hoài nghi. Cái người mà cứ đa nghi thì cũng là người si. Còn là có cái người thì có cái đức tin rất là mạnh, ai nói gì cái tin theo. Có cái người thì có cái trí tuệ rất là sâu sắc, tức là luôn luôn phân tích và cái gì phải phân tích được thì người đó mới tin. Người có tánh tư duy thì là hay suy tư, hay tư duy, hay suy nghĩ lan man. Mỗi một cái căn tánh này có những cái cách đối trị nặng. Ví dụ như là người có tánh tham thì cần phải tu tập để đối trị tham bằng cái cách đó là tưởng đến những cái tướng bất tịnh. Ví dụ như là cái người đấy mà thực hành cái pháp tu tập như là quán về tử thi sẽ là một cái pháp
ba môn tu tập phù hợp nhất. Ví dụ người đấy từng nhìn thấy một cái xác chết, sau đó vị đó nhắm mắt vào và hình dung đến cái xác chết đó, vị đó niệm xác chết là bất tịnh, xác chết là bất tịnh. Khi cái tâm của vị đó tràn ngập cái tướng bất tịnh của một cái xác chết thì tất cả những cái lòng tham đó được ức chế hoàn toàn, và vị đó sẽ không có khởi lên cái tâm tham đối với cảnh trần nữa. Thì lúc đấy vị đó, thì cái tâm của vị đó luôn luôn nghĩ đến cái đẹp và quên mất cái ô nhiễm, quên mất cái bất tịnh ở trong cái đẹp đấy. Tức là trên thế gian này không có một cái gì nó đẹp tuyệt đối, mà bên bản chất của tất cả mọi thứ nó đều có cái sự bất tịnh ở bên trong đấy. Đấy, nhưng mà chỉ có cái là một cái người luôn luôn để tâm đến khía cạnh đẹp của nó thì vị đó thấy nó là đẹp và khởi lên cái tâm tham ái đắm nhiễm với nó. Còn một cái người mà để tâm đến cái khía cạnh bất tịnh ô uế của nó thì vị đó sẽ cảm thấy nhàm chán đối với nó. Cũng như là bây giờ tất cả mọi người ở thế gian thì không có ai là thuần là tốt, mà cũng không ai thuần là xấu. Nhưng mà một cái, nếu như một cái người này mình luôn luôn để ý đến cái mặt tốt của người khác thì mình sẽ thấy người đó là đáng yêu quý và mình yêu quý cái người đấy. Nhưng đến một lúc nào đó mình thay đổi cái tâm lý, mình lại luôn luôn để ý đến cái khía cạnh, đến cái mặt xấu của cái người khác, thì mình sẽ thấy người đấy là người xấu và mình sẽ luôn có cái tâm ác cảm và cái tâm ác ý, hay là cái tâm sân hận chán ghét đối với người đấy. Thì giữa con người với con người nó cũng như thế, và giữa con người với tất cả các cái vạn vật khác nó cũng như thế. Mọi thứ trên đời nó vẫn không có cái gì nó toàn hảo. Nó có cả cái mặt tốt và mặt xấu. Có cái thanh tịnh thì nó phải có cái bất tịnh. Vậy thì mình thấy nó là thanh tịnh thì mình yêu nó, mình thấy nó bất tịnh thì mình chán nó, mình thấy nó xấu xa mình sẽ ghét nó. Và tất cả những cái đấy đều là do cái tâm lý ý thức, cái sự hiểu biết, cái chi kiến của mình nó tạo ra. Như một bông hoa thì người ta nhìn vào cái sự sực sỡ, cái màu sắc sặc sỡ của nó và người ta nói là hoa là đẹp. Nhưng mà nếu mà một cái người, người ta để ý vào những cái khía cạnh mà đã tạo nên bông hoa đấy, bông hoa nó mọc lên từ đất, từ những cái phân, từ những cái ô uế, thì người ta sẽ cảm thấy hoa không có gì là đẹp. Thì con người cũng như thế, tất cả mọi cái khác như thế, cái thân con người vậy. Thì nếu như mình nhìn vào cái hào nhoáng bên ngoài, mình sẽ thấy đó là có người đẹp, người xinh. Nhưng mà mình để ý sâu vào bên trong cái thân này thì nó có phân, có mủ, có nước tiểu, có những cái hôi tanh bất tịnh, thì mình sẽ thấy cái thân này là bất tịnh. Đó, vậy thì mình tham đắm với mọi thứ trên đời này cũng chẳng qua là cái tâm lý ý thức, cái chi kiến của mình nó có cái khuynh hướng về cái đẹp hay là về cái tịnh hay cái bất tịnh khác nhau. Vậy thì cái người mà hay nhìn vào cái mặt tịnh thì sẽ sinh ra cái tâm tham. Thì bây giờ chỉ cần thay đổi một cái cách nhìn, đó là hãy hướng tâm đến cái sự bất tịnh, thì nó sẽ hết cái tâm tham đấy. Vậy thì một cái pháp tu tập là vậy, mình chú tâm trên một cái pháp gì đó, trên một cái tướng bất tịnh, mà tất cả những cái bất tịnh không có cái gì gây gớm và gớm ghiếc hơn, đó là một cái xác trên. Vậy một cái người nào mà luôn luôn chăm chú, mình mở mắt, mình đã từng nhìn thấy một cái xác chết, bây giờ mình nhắm mắt, mình hình dung ra, mình cứ tưởng niệm đến cái xác chết đấy, và mình sẽ tưởng tượng thêm về cái giòi bọ, về những cái sự phân hủy của cái xác đấy, về những cái hôi tanh của cái xác chết đấy, thì tự nhiên những cái tâm tham ở trong người mình nó ức chế hết, nó không còn tham đối với một cái gì nữa. Mình càng thực hành được lâu, mình càng giữ được cái hình ảnh đó lâu, thì cái tâm của mình nó càng trở nên thuần thục hơn, và cái tâm ni tham nó sẽ càng mạnh hơn. Đấy là với một người có tánh tham. Còn có người thì lại có cái tánh sân, tức là cái người này thì có cái tánh sân nổi trội. Cái người có tánh sân là cái người hay để ý đến những cái khía cạnh xấu của những đối tượng khác. Ví dụ như là bây giờ cũng là một cái ngôi nhà người ta mới xây lên, nhưng mà cái người mà có tánh tham đến sẽ nhìn vào những cảnh đẹp và trầm trồ khen ngợi. Nhưng mà cái người có tánh sân sẽ đi tìm những cái khuyết điểm ở đó, bảo là làm như thế này vẫn có cái nỗi này nỗi kia, và vị đó sẽ chê bai. Vẫn đấy là cái người có tánh sân là hay để ý vào những khuyết điểm của các đối tượng. Cũng như vậy, người có tánh tham khi gặp một người khác
sẽ có cái khen ngợi, nhìn vào cái vẻ đẹp của người đó và khen. Những người có tánh sân thì lại nhìn vào những cái nỗi lầm của người đó để chê bai chỉ trích. Cho nên là hay sân. Vậy cái người có tánh sân nó cũng như thế, cũng chỉ là một cái tri kiến, cái sự nhìn nhận, cái sự hiểu biết của cái người đấy. Vậy thì cái, để đối trị lại với cái tâm như thế thì cái người này cần thay đổi cái cách nhìn, đó là phải nhìn vào những cái sự tốt đẹp của những người khác. Tức là mình không được để ý vào cái mặt xấu của người khác mà để ý vào cái mặt tốt của người đó. Mình phải nhớ lại những cái việc tốt mà cái người kia đã làm, và sau đó mình khởi lên một cái ước muốn là mong cho mọi người được an vui, mong cho mọi người có cái sự an vui ở nơi thân, ở nơi tâm, tránh khỏi những hiểm nguy và có cái sự hạnh phúc, có cái được hưởng cái sự an vui hạnh phúc. Thì mình có cái sự tác ý mong muốn cái điều tốt đẹp cho mọi người, thì đó gọi là tâm từ. Cái tâm từ bi, cái tâm từ này nó sẽ đoạn trừ được cái tâm sân. Vậy thì muốn thực hành cái pháp này thì cái người đấy cần phải mình giữ cho cái tâm định tĩnh, mình hình dung đến một cái người nào mình kính trọng nhất, mình thì cái người mà mình kính trọng là cái người mình luôn luôn nhìn về những cái mặt tốt của người đấy, và mình luôn luôn có tâm từ với người đấy. Và bây giờ mình khởi cái tâm từ cho nó mạnh mẽ lên một chút, mình hướng tâm đến cái người mà mình đang kính trọng, mình cứ mong cho cái người hiền thiện này được an vui hạnh phúc. Và cái tâm từ nó khởi lên, sau đó mình hướng tâm đến một cái người mà mình không yêu không ghét, mình cũng mong muốn cho người này được an vui hạnh phúc. Rồi sau đó mình sẽ hướng tâm đến những cái người mà mình ghét, mình cũng mong muốn cho người này được an vui hạnh phúc. Sau đó mình mở rộng cái tâm đấy ra đến tất cả mọi người khác. Thì lúc đấy là dần dần mình thấy tất cả mọi người đều đáng yêu, đáng mến. Và sau đó mình có thể mở rộng đến tất cả những chúng sinh muôn loài không phân biệt thấp cao. Thì lúc đấy mình sẽ thấy tất cả chúng sinh muôn loài đều đáng yêu. Và mình thì cái sự tu tập, cái tâm đấy mà được tu tập, được làm cho nó sung mãn, thì dần dần cái tâm sân nó sẽ cứ giảm bớt dần dần, và dần dần nó sẽ hết đi. Và mình chỉ còn lại tâm từ, và lúc nào mình cũng thấy mọi người, mình yêu quý mọi người, thì mình cũng sẽ được mọi người yêu quý lại. Mình yêu quý muôn loài thì muôn loài cũng sẽ có cái thiện tâm thiện ý với mình. Mình có thiện tâm thiện ý với tất cả chúng sinh thì tất cả chúng sinh sẽ có thiện tâm thiện ý với mình. Thì đấy cũng là một cái gọi là một cái đề mục, một cái pháp môn gọi là thiền tiêm tâm từ. Thì tu tập được như vậy thì cái tâm từ nó mới trở nên mạnh mẽ sung mãn. Và cái tâm từ này thì nó được rất là phù hợp, nhất là đối với những cái người còn sống ở thế gian, như gọi là người Phật tử tại gia. Vì cái người Phật tử tại gia mình còn phải va chạm và tiếp xúc với xã hội rất là nhiều, mà trong xã hội sẽ có những người tốt người xấu, có rất nhiều những cái mối quan hệ. Một cái người mà mình muốn có cái cuộc sống được hài hòa, được hòa bình mà không mâu thuẫn với ai, thì cái người đấy phải có cái tâm từ như vậy, có cái tâm từ mà người gọi là cái người đấy có cái tâm nhân ái, tức là mình khởi lên cái thiện tâm với tất cả mọi người, với tất cả chúng sinh muôn loài, thì đấy là cái tâm từ. Đến lúc này mình sẽ sống ở đâu cũng hòa hợp với mọi người. Thì hoặc là khởi lên một cái tâm nữa, đó là thấy tất cả, thấy những cái nỗi khổ của mọi người. Ví dụ như là đầu tiên mình hướng tâm đến những cái người mà người ta bị những cái sự rủi ro, như là bị tàn tật, những cái người mà người ta đang chịu những cái nỗi khổ đau. Ví dụ như là mình đi đến những cái mình gặp một cái người nào đó người ta bị tàn tật, bị tàn phế gì đó, mình sẽ thấy người ta là những người khổ đau bất hạnh. Thì mình khởi lên cái mong muốn là mong cho cái người này thoát khỏi khổ đau, mong cho cái thiện nhân này thoát khỏi khổ đau. Thì cái lòng tình thương của mình nó khởi lên, thì cái đấy được gọi là tâm bi. Thì tất cả mọi người ai cũng có nỗi khổ về thân, nỗi khổ về tâm, hoặc là nỗi khổ sinh già bệnh chết, hoặc là nỗi khổ trong cái dòng sinh tử luân hồi. Bằng cái trí quan sát của mình thấy cái nỗi khổ của tất cả mọi người, và mình thấy rằng là tất cả chúng sinh ai cũng có nỗi khổ, mà chỉ mong muốn cho tất cả chúng sinh được thoát khổ. Thì cái đấy là cái tâm bi. Thì cái tình thương ấy nó sẽ, nếu mình mà thực hành lâu thì cái tâm của mình lúc nào nó cũng có cái lòng thương người. Thì
thì lúc đấy nó sẽ không khởi lên cái ác ý đối với ác. Tức là khi mà ở trên đời này mà một cái người mà không có cái tình thương, tức là mình không thấy chúng sinh đang khổ, mình không thấy những người khác là những người đang khổ, thì mình sẽ mới có cái tâm muốn làm khổ người khác. Tức là đôi khi có những cái người hay có cái tâm là muốn làm khổ người khác, gọi là cái tâm não, tâm ác ý. Thì cái tâm đấy cần được đối trị, là thấy mọi người là những người đang khổ rồi và mình mong cho người ta thoát khổ, thì là nó sẽ đối trị lại cái tâm mà muốn làm khổ rồi mọi người. Còn những người mà có cái tâm như là muốn ganh tị người khác thì mình khởi lên cái tâm hoan hỷ, tức là mình hướng tâm đến một cái người mà người ta đang được hưởng những cái thành công gì đó, người ta có cái mặt thành công thành tựu gì đó, mình tác ý là mong cho người này không phải xa lìa những thành công đã đạt được, tức là mình hoan hỷ với cái sự thành công của người khác. Thì đó gọi là pháp gọi là thiền tâm hỷ, mình hoan hỷ với sự thành công của người khác thì không, cái tâm ganh tị nó không khởi lên được. Hoặc là bây giờ có một cái người mình dùng đến trí tuệ, cái người đấy quán rằng là tất cả mọi người là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, tức là người này là khổ đau cũng do nghiệp mà mình đã tạo, mà cái người này mà bất hạnh hay là đang được hưởng cái an vui cũng là do cái nghiệp mà người đó tạo lên. Thì cái người đấy có cái tâm dửng dưng, tức là một cái tâm tự tại, không yêu, không ghét, không vui, không buồn với bất cứ ai. Đó, đấy là cũng là một cái cách tu tập gọi là giữ cái tâm xả, là cái tâm thản nhiên. Thì có rất là nhiều những cái pháp tu tập và để nó rèn luyện lên thành những cái tính cách, thành những cái tâm của mỗi người, hay là cái sự tu tập để đối trị với cái tâm của mỗi người như vậy. Thì đấy được gọi là những cái pháp thiền tu tập về tâm. Còn một số người như là cái người có cái tánh đức tin, tức là hay có cái tánh đức tin, như là một cái người đấy hay có cái niềm tin vào những cái đấng thiêng liêng, như là người ta có cái niềm tin thì người ta hay đi chùa lễ Phật, hoặc là có những người hay tôn thờ những cái bậc thần linh, hay có cái sự tôn sùng đối với những cái đấng cao thượng như là thiên thần. Thì đấy là những người có tánh đức tin. Thì những người có tánh đức tin có hai mặt, đó là có thể mình tin đúng và có thể tin sai. Khi mà một cái tánh đức tin mà tin đúng thì được gọi là chánh kiến, gọi là chánh tín. Khi mà một cái người đấy có cái niềm tin sai thì được gọi là mê tín. Thì ở đời thì cái người mê tín thì rất là nhiều, và những người có tánh đức tin cũng rất là nhiều. Thì những cái người đấy cần phải được tu tập cái pháp đó là niệm đến ân đức của Phật, là cái người đấy cần phải thường xuyên là tưởng nhớ là Đức Phật, tức là tưởng nhớ đến Đức Phật theo cái khía cạnh này, người đó hiểu đúng về cái đức hạnh và trí tuệ của Phật, tức là tưởng nhớ về đức hạnh và trí tuệ của Phật. Tức là khi mà mình tin ai đó, mình phải hiểu người đó, thì gọi là đức tin đi kèm với trí tuệ. Và còn thường thường là cái đức tin của người ta là không có sự hiểu biết. Ví dụ như người ta tin ở thế gian, người ta không biết cái đối tượng mình tin là cái người như thế nào. Thì biết đấy là một cái đấng để mình tôn thờ, tín kính ngưỡng. Thì cái đấy là gọi là niềm tin không có trí tuệ. Cái niềm tin không có trí tuệ được gọi là mê tín. Cái niềm tin mà có trí tuệ thì mới được gọi là chánh tín. Vậy thì một cái người niệm Phật có nghĩa là tưởng nhớ về đức hạnh và trí tuệ của Phật. Ví dụ như người đó tưởng nhớ là Đức Phật là bậc đã đoạn trừ hết phiền não tham sân si, là bậc đã đoạn trừ hết tất cả những cái tật xấu, những cái nỗi nầm, cho nên ngài xứng đáng được cung kính và cúng dường. Thì đấy là một cái cách gọi là tưởng nhớ đến ân đức của Phật như vậy. Thì cái niềm tin nó được đi kèm với lại cái trí hiểu biết đúng. Đấy được gọi là cái một trong những cái pháp tu tập được gọi là niệm Phật hay là niệm ân đức Phật. Có những cái người mà có cái trí tuệ thì cái trí tuệ mà nó rất là sắc bén, và cái người này có trí tuệ thì hay có cái tính phân tích, tức là luôn luôn phải phân tích những cái gì đó mà mình có thể mắt thấy tai nghe thì mình mới tin. Thì đấy là cái người có cái tâm phân tích nhiều. Thì cái người có tâm phân tích thì cái tâm nó luôn luôn hoạt động,
nó luôn luôn suy tư, luôn luôn phân biệt đúng sai phải trái, và nó có cái tâm gọi là hay chia sẻ, hay mổ xẻ tất cả mọi vấn đề. Thì cái người mà có cái tánh tuệ nhạy bén như vậy thì thực hành những cái pháp thiền mà nâng cao trí tuệ, như là cái người đấy có thể quán, dùng cái trí mà quán sát, như là quán sát cái thân này là thân tứ đại chẳng hạn. Ví dụ như là vị đó phân tích từ cái thân thể con người này, nó có những cái nó thuộc về địa đại, như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương của mình. Những cái nó thuộc về thủy đại, như là mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước cấp xương, nước tiểu. Có những cái nó thuộc về phong đại, như hơi thở đi vào, hơi thở đi ra, gió ở trong bụng, gió ở trong ruột. Có những cái nó thuộc về hỏa đại, như là cái hơi ấm ở trong người mình. Có những cái nửa khi mà mình nóng sốt, có những cái nửa nhiệt tiêu hóa, hay là có những cái nhiệt nó làm cho mình lớn lên và già đi. Thì dùng cái trí tuệ phân tích như vậy thì những cái người, những cái pháp mà để tu tập của những cái người mà có trí tuệ đấy thì nó rất là thâm sâu. Và những người nào phải thật sự có cái trí tuệ rất sâu sắc thì mới có thể thực hành được. Thì nó tùy theo cái căn tính của từng người, cho nên là có những cái pháp thiền, có rất nhiều những cái pháp thiền khác nhau như vậy. Nhưng mà nếu mà một cái người cũng không biết được mình thuộc vào cái căn tính này, không phải ai mình cũng hiểu được mình thuộc vào hạng người có cái căn tính nào, và không phải ai mình cũng chọn được một cái pháp thiền nào đó cho phù hợp. Vì vậy cho nên là mình sẽ chọn những cái pháp thiền phổ thông, chung chung nhất, phù hợp với tất cả mọi người. Thì thường thường là cái pháp thiền phổ thông nhất đó như là thiền hơi thở. Như là một cái người đó sẽ thường thường là cái tâm của mình nó hay bị vọng tưởng, nó không có định tĩnh, cho nên là cái lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì lo lắng bất an, lúc thì nó nghĩ chuyện này, lúc nó nghĩ chuyện tốt, lúc nó nghĩ chuyện xấu. Thì bây giờ mình chú tâm để định cho cái tâm của mình nó định tĩnh lại, cho nó bớt năng xăng đi. Thì lúc đấy mình sẽ nhận biết hơi thở vào và nhận biết hơi thở ra. Chú tâm như vậy làm cho tâm của mình nó định tĩnh, nó an định. Thì có những cái pháp thiền nó rất là phổ thông, thì đấy là ví dụ như là thiền hơi thở như vậy. Thì tập trung tâm ở trước cửa mũi, mình sẽ chú tâm ở trên cái hơi thở đấy. Khi mà hơi thở nó đi vào thì mình để cái tâm mình biết hơi thở đi vào, hơi thở nó đi ra thì biết hơi thở nó đi ra. Cứ biết hơi thở đi vào, biết hơi thở đi ra như vậy thì làm cho cái tâm của mình nó trở nên quen thuộc với hơi thở. Thì cái hơi thở nó là một cái mà nó không có màu sắc, nó không có hình dáng, và mình nhận biết được nó giống cái hơi thở, nó rất là giống với đặc tính của gió. Ví dụ như là gió nó thổi trên người mình không có thấy được màu sắc, không thấy hình dáng của nó, nhưng mà mình biết nó có gió bởi vì nó chạm trên da mình. Thì cái hơi thở này nó cũng là thuộc về cái tính chất nó cũng giống như gió, nhưng nó rất là nhẹ, nó rất là vi tế, tức là nó rất là nhỏ nhẹ, chứ nó không có mạnh mẽ như là một cái cơn gió nó thổi trên người mình. Thì cái hơi thở đi vào nó có một cái luồng gió rất nhẹ, nó chỉ chạm vào cái da ở xung quanh cái cửa mũi của mình thôi. Vậy thì một cái người thực hành cái pháp này thì mình cần phải tập trung tâm ngay ở trước cửa mũi này, và mình để ý cái hơi thở đi vào nó có cái làn gió rất nhẹ nó chạm vào cái da, cái hơi thở đi ra nó có một cái làn gió rất nhẹ nó chạm vào cái da của mũi. Thì mình nhận biết được cái hơi thở đi vào và nhận biết hơi thở đi ra, thì cái ý thức của mình luôn luôn có cái sự chánh niệm, tỉnh giác và nhận biết cái hơi thở nó đang đi vào và cái hơi thở nó đang đi ra. Thì mình cứ nhận biết được như vậy và mình thực hành như vậy trong tất cả các cái thời thiền, từ đầu đến cuối, mình có thể ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, mình cũng chỉ làm một cái nhiệm vụ, đó là ghi nhận cái hơi thở này đi vào và đi ra. Thì trong khi mà ghi nhận hơi thở đi vào, đi ra như vậy, nếu mình giữ được cái tâm ở cái mức mà không quá mạnh, không quá yếu, tức là cái chú tâm của mình đừng có chú mạnh quá, mà cũng đừng để tâm nhẹ quá, mà để tâm ở cái mức độ vừa phải nhất, thì cái tâm của mình với hơi thở nó sẽ hợp nhất với nhau. Tức là cái tâm nó sẽ thể nhập với hơi thở. Nếu như mình giữ được cái tâm nó đều đặn, mà cái tâm của mình nó không có cái trạng thái căng thẳng bất an, nó có cái sự an ổn, an nhiên tự tại, thì nó sẽ hòa nhập với hơi thở. Thì lúc đấy mình sẽ nó cái dấu hiệu mà cái tâm của mình nó nhất tâm với hơi thở, đó là nó sẽ khởi lên một cái tâm
đó là mình chấp nhận hơi thở hay không chấp nhận hơi thở. Ví dụ như là bây giờ mình gặp một cái người khác, một cái người nào đấy mà bây giờ mình chấp nhận là mình sẽ làm bạn với người này, hoặc là mình không chấp nhận người này. Nếu mình mà chấp nhận làm bạn với cái người đấy thì mình sẽ mỗi một lần nhìn đến người đấy mình sẽ khởi lên cái tâm hoan hỷ, hoan hỷ thích thú, giống như mình mở lòng mà ra và mình chấp nhận người đấy. Còn nếu như mình không chấp nhận, không muốn làm bạn với người đấy, khi nhìn với người đấy mình sẽ giống như là nằm nơ và có cái tâm không hoan hỷ, không hài lòng, không mở cái lòng mình. Thì cũng như vậy với hơi thở, nếu như mà mình chấp nhận hơi thở, có nghĩa là mình mở lòng mình hoan hỷ với cái hơi thở đấy, và mình sẵn sàng gắn bó với cái hơi thở đấy, thì là cái lúc đấy nó sẽ nhất tâm với hơi thở. Vậy thì cái dấu hiệu là cái người mà không nhất tâm với hơi thở là mình không sẵn sàng, và mình không sẵn sàng gắn bó với hơi thở đấy, cái tâm của mình không sẵn sàng gắn bó. Cái lúc đấy có thể nó sẽ nghĩ rằng là gắn bó với hơi thở này được cái gì, tức là nó phải nghĩ rằng gắn bó với hơi thở phải có lợi ích gì đó. Nhưng nếu như một người mình hiểu được cái lợi ích của cái việc gắn bó với hơi thở, nhất tâm với hơi thở, thì mình sẽ đạt được nhất tâm với hơi thở. Cũng giống như mình biết là chơi với người này được cái gì, và mình biết là có mình nghĩ là có lợi ích mình sẽ hoan hỉ. Còn nếu mình biết là chơi người này không có lợi ích thì mình sẽ lảng tránh. Cũng như thế, cái tâm của mình với hơi thở nó cũng tương tự như vậy. Mình phải, khi một người hành thiền chú tâm trên hơi thở, mình phải biết là chăm chú trên hơi thở này để được cái gì. Và lúc đấy một cái người mà có cái sự am hiểu về giáo pháp, biết được là chú tâm trên hơi thở sẽ có những cái lợi ích lớn, có những cái công đức lớn. Công đức lớn như là mình có thể phát triển cái tâm của mình trở nên cao thượng, làm cho cái tâm của mình nó trở nên thanh tịnh, làm cho cái những cái phiền não nó được đoạn trừ, làm cho trí tuệ được khai mở, làm cho những cái ác bất thiện pháp được nó tiêu trừ hết, và mình có thể tăng trưởng những cái thiện pháp, mình có thể đi đến sự giác ngộ, giống như cái sự giác ngộ của Đức Phật, mình có thể đi đến niết bàn giải thoát. Thì một cái người có cái sự có những cái tư tưởng như thế khởi lên, thì cái tâm nó có niềm tin với cái hơi thở và nó sẽ thể nhập với hơi thở, thì lúc đấy mình sẽ thấy cái tâm mình nó rất là hoan hỷ. Khi mình để tâm vào hơi thở, mình cảm thấy nó có một cái sự hoan hỷ nó khởi lên, đó là hỷ. Khi cái tâm hoan hỷ thì cái thân này nó sẽ trở nên nhẹ nhàng khinh an, thì cái sự hoan hỷ nó sinh ra cái sự khinh an. Khi mà cái thân tâm nó được khinh an thì nó sẽ có cái sự an lạc, tức là mình cảm thấy nó rất là thoải mái, rất là dễ chịu, có cái sự an lạc. Thì cái hỷ lạc càng lúc nó càng sung mãn, thì từ cái trạng thái hỷ lạc sung mãn đấy, cái nó sẽ trở nên định tĩnh. Từ cái sự định tĩnh nó phát sinh cái trí tuệ trong sáng, thì mình sẽ thấy trước mặt mình cứ dần dần nó sáng lên. Nó sáng lên thì đầu tiên là mình sẽ thấy cái hơi thở này nó sẽ chuyển thành một cái màu xám, như là một cái màu hơi nước hay là một cái màu khói thuốc nó xuất hiện ở trước mặt. Và nếu mình cứ tiếp tục để tâm trên hơi thở đấy, thì dần dần nó cứ sáng dần lên và nó sáng lên như một cái đám mây hay là những cái đám bông gòn. Rồi mình cứ chú tâm trên hơi thở nữa thì mình sẽ cảm thấy trước mặt mình nó tỏa sáng rực rỡ lên như sao mai. Thì cái sáng đấy chính là cái tâm của mình nó sáng lên, cái tâm của mình nó thanh tịnh, nó định tĩnh, và nó sáng lên như vậy, nó tạo ra những cái sắc pháp cho tâm sinh, là nó tỏa sáng rực rỡ. Thì đấy là cái nội tâm mà được tu tập thì nó trở nên thanh tịnh và nó trở nên định tĩnh như vậy. Thì khi mà cái tâm nó định tĩnh như vậy, các cái cấu uế phiền não, những cái tham sân si là bắt đầu nó cứ yếu dần đi, và nó được chế ngự, và cái tâm gọi là hoan hỷ, cái sự an lạc nó cứ tăng trưởng đi. Mình sẽ cảm thấy toàn thân mình thấm nhuần cái sự hỷ lạc, mà cái sự hỷ lạc này là sự hỷ lạc do ni dục sinh, tức là một cái khi mình chú tâm ở trên cái đối tượng thiền như vậy, cái tâm nó sẽ đạt đến cái trạng thái gọi là ni dục, ni ác bất thiện pháp, chứng và an chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tư. Thì ở đây có nghĩa là cái tâm của con người là nó luôn luôn nghĩ đến những cái cảnh dục trần. Cái cảnh dục là sắc thanh hương vị xúc, nó luôn luôn nghĩ như vậy, và chính vì nó nghĩ như vậy cho nên nó trở nên đen tối, nó không có sáng suốt. Và khi mà mình chăm chú trên một cái pháp tu tập về tâm
như là một pháp thiền, giống như là mình chăm chú trên hơi thở. Trong một cái khoảng thời gian 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng liền mà tâm nó không có khởi lên những cái dục vọng, những cái vọng tưởng, nó không hướng đến cái tâm dục trần và sân hận, nó không khởi lên, thì cái tâm ấy nó trở nên thanh tịnh và định tĩnh. Mà cái tâm thanh tịnh định tĩnh nó sẽ trở nên tỏa sáng rực rỡ như vậy. Thì một cái người nào mình có tu tập, mình sẽ cảm nhận được cái điều đó. Và cái điều đấy nó mình chỉ tu tập có thể là trong một ngày hoặc là vài ngày mình đã có thể cảm nhận được cái điều đó. Nếu mình thực hành có cái sự tinh tấn, có cái chăm chỉ, có cái nhất tâm, mình sẽ cảm nhận. Và khi lúc đấy mình sẽ cảm thấy trong nội tâm mình nó có rất nhiều cái sự thay đổi. Sự thay đổi đó là cái tâm của mình nó định tĩnh hơn, nó sáng suốt hơn, và nó cứ dần dần nó nhàm chán đối với những cái cảnh trần ở bên ngoài, và nó ưa thích cái đời sống nội tâm ở bên trong. Mình sẽ thấy rằng cái niềm vui không phải là mình đi tìm ở bên ngoài, mà cái niềm vui mình tìm ở bên trong. Cái niềm vui tìm ở bên ngoài gọi là niềm vui hạ nhiệt, tức là bây giờ mình chạy theo để mình hưởng thụ những cái dục nàng thế gian, đấy được gọi là cái niềm vui giả tạo. Còn nếu như mình hướng tâm vào trong tâm mình đạt đến cái sự ni dục, và mình sẽ cảm nhận được một cái sự hỷ lạc, đấy là một cái niềm an vui hạnh phúc ở trong nội tâm. Cái niềm vui đấy được gọi là niềm vui cao thượng, cái sự hỷ lạc cao thượng. Thì đấy mới chỉ là cái mức độ của thiền định. Còn cũng từ cái thiền định đấy làm nền tảng cho những cái pháp thiền quán, những cái pháp thiền để tu tập về thiền tuệ. Thiền tuệ để phân tích ra được tất cả các cái tâm, các cái danh sắc, tức là cái thân này là thân năm uẩn, cái thân về vật chất này nó thuộc về sắc pháp, còn những cái thuộc về tinh thần thì nó thuộc về danh pháp. Và sau đó mình quán những cái nhân quả của các cái kiếp quá khứ mình đã làm những cái gì, và nó tạo ra những cái nhân ở cái đời này, và đời này mình có những cái hành động gì, nó sẽ tạo ra những cái nhân ở tương lai như thế nào. Đấy là những cái pháp tu tập về thiền quán, mình có thể thấy được nhiều về kiếp quá khứ mình đã từng làm cái việc gì, và mình cũng sẽ thấy được những cái đời này và những cái đời tương lai mình sẽ như thế nào. Và cái sự tu tập dần dần đoạn trừ được phiền não tham sân si, mình sẽ đi đến niết bàn giải thoát như thế nào. Thì đấy lại là cái quá trình tu tập về thiền quán, gọi là thiền tuệ Vipassana. Thì đấy là những cái pháp gọi là cái pháp thiền ở trong đạo Phật. Thì nói chung là có hai pháp thiền, đó là thiền chỉ và thiền quán. Thiền đạt sư nói giờ từ nãy giờ là chủ yếu về thiền chỉ, tức là thiền định. Thiền định là để đối trị lại với những cái phiền não tạm thời như vậy, đó là tham sân si như vậy. Khi có được thiền định rồi thì lúc đấy mới làm nền tảng hướng lên tu tập về thiền quán. Và khi đấy thì cái việc thực hành thiền quán nó sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu mình đã trải qua thiền định. Thì cái lộ trình tu tập trong cái giáo pháp đó là, thứ nhất là mình phải học pháp để hiểu ra được, mình phải biết phân biệt được chánh tà, phải trái, đúng sai. Sau đó mình sẽ thực hành giáo pháp. Thì thực hành cái bước đầu tiên đó là bỏ những cái ác pháp, thực hành những thiện pháp, đó là giữ giới. Giữ giới thì mình sẽ làm cho cái thân tâm, cái thân của mình không có lỗi lầm, khẩu không có lỗi lầm. Và sau đó tu tập về tâm, tức là chế ngự được những cái phiền não. Đó là thiền, thực hành các pháp thiền định, như là cái pháp thiền phổ thông như là thiền niệm hơi thở và hơi thở ra. Còn trong những cái hoạt động hàng ngày thì mình sẽ áp dụng cái cách gọi là tư duy. Ví dụ như là người nào có cái tánh tham thì mình luôn luôn tư duy về cái sự bất tịnh của cái thân này, hoặc của một cái xác chết, hoặc là của bất cứ một cái sự bất tịnh nào ở bên ngoài. Người nào mà có tánh sân thì luôn luôn phải có cái sự tư duy về cái tâm từ. Tức là cái người có tánh sân thì luôn luôn mình có cái tác ý là mong cho mọi người được an vui thoát khổ đau. Một cái người mà có cái tánh si thì là cái người đấy sẽ thực hành bằng cái cách đó là, si thì nó có hai cái loại si, như là cái tâm của mình nó năng xăng thì mình phải chú tâm đã. Thì cái người mà có cái tánh si thì mình cũng thực hành cái pháp thiền hơi thở là cũng được, hoặc là nghe pháp, hoặc là quán chiếu về cái sự vô thường, khổ vô ngã ở thế gian để cho cái trí tuệ nó tăng lên. Hoặc là một cái người mà có tánh đức tin thì luôn luôn tưởng nhớ đến ân đức Phật,
người có tánh tuệ thì luôn luôn là phân tích theo đúng cái pháp, như là quán cái này, cái thân tâm này nó luôn luôn sinh diệt theo kiểu là vô thường khổ vô ngã. Hoặc là cái người mà có cái tánh tư duy, tức là mình hay suy nghĩ nan man, thì mình cũng thực hành cái pháp nhưng chú tâm trên hơi thở này là nó cũng đỡ suy nghĩ nan man đi. Tâm của cái người đấy, có những cái người người ta suy nghĩ nan man nhiều quá thì nó sẽ trở nên trầm cảm, và đến lúc mình không còn làm chủ được cái tâm của mình nữa, thì lúc đấy cũng phù hợp với những cái pháp như là chú tâm trên hơi thở này, nó cũng bớt cái suy nghĩ nan man vậy. Thì hàng ngày phải có một cái thời ngồi thiền để cho tâm của mình nó định tĩnh, và mình biết cách áp dụng để đối trị lại những cái phiền não mà nó khởi lên. Ví dụ như là bất cứ lúc nào mình khởi lên một cái sân hận với ai, thì lúc đấy mình chỉ cần hứa quên cái người mà mình đang sân hận đấy đi, mình nhớ đến người mà mình kính mến, cái người mà mình yêu quý, mình khởi lên một cái mong muốn cho cái người này được an vui. Sau đó mình lại hướng tâm đến những cái người khác nữa, mình mong muốn cho người đấy được an vui. Sau đó mình mới hướng tâm đến cái người mà mình đang sân hận đấy, mình cũng mong muốn cho họ được an vui. Thì nó sẽ hết những cái tâm sân hận đấy. Thế thì hàng ngày cũng phải như thế. Tức là trong những cái giáo pháp của Đức Phật thì cái pháp cũng giống như là những cái thuốc để điều trị những cái tâm bệnh. Mình có những cái bệnh phiền não nào thì mình dùng đúng cái thuốc đấy thì nó sẽ trị được. Ở thế gian thì mình có cái bệnh về thân, thì mình có cái bệnh gì thì mình dùng đúng cái thuốc đấy. Mình bị cảm thì mình dùng thuốc cảm, mình đau bụng thì mình dùng cái thuốc đau bụng, và mình dùng đúng cái thuốc thì nó sẽ đối trị, nó trị được cái bệnh đấy rất là nhanh. Mình dùng sai thuốc thì nó lại tăng bệnh thêm. Thì tất cả những cái pháp tu tập mà trong cái giáo pháp của Đức Phật là những cái pháp để đối trị với cái tâm bệnh hay là gọi là phiền não. Thì mình có cái tâm lý, khi mình có cái tâm bệnh nào thì mình dùng đúng cái thuốc ấy thì nó sẽ đối trị được. Mình có tâm sân thì mình dùng tâm từ đối trị, mình có tâm tham thì mình dùng quán bất tịnh để đối trị, mình có cái tâm nó năng xăm vọng tưởng thì dùng cái tâm niệm hơi thở để đối trị, hay là có cái tâm si mê tà kiến thì mình dùng cái trí tuệ để đối trị. Thì dần dần mình trị cho đến khi nào nó hết bệnh, cho đến khi nào nó hết sạch tham sân si thì lúc đấy mình coi như là người đã khỏi bệnh. Thì tu tập các cái pháp thiền là vậy, các pháp thiền là để đối trị những cái phiền não như thế. Và để mà đối trị được nó thì cần phải tu tập một cách rất là tuần tự như vậy, tuần tự từ giới đến định và đến tuệ. Để lý thuyết thì như thế, nhưng mà cần phải có sự thực hành để trải nghiệm. Giờ các bạn có ai muốn hỏi gì không? Thắc mắc gì hỏi gì? Xong rồi tôi sẽ cho hướng dẫn cho thực tập một thời thiền. Có hỏi gì không? Biết anh hỏi gì không? Khi bị buồn ngủ à? Khi đang ngồi thiền nó buồn ngủ ấy nhỉ? Bị đang ngồi à? Nên thì cái buồn ngủ của mình cũng là do cái tâm của mình nó ở cái trạng thái nó thụ động. Khi nào mình để cho cái thân tâm mình nó rơi vào cái trạng thái, tức là nó quá là khinh an, tức là nó quá nhẹ nhàng, khinh an, nó có cái sự tĩnh lặng quá, an nhiên quá, là nó cũng hay hôn trầm. Thì lúc đấy mình chỉ khởi lên một cái tâm, đó là hoan hỷ, tinh tấn. Tức là những cái lúc mình buồn ngủ là những cái lúc mình phải khởi lên cái tâm, gọi là mình tác ý đến những cái đoạn xứ, mình tác ý là có những cái cõi địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, những cái sự khổ đau đấy, hay là mình tác ý đến cái chết, mình tác ý rằng là cái mạng sống này thì nó không có chắc chắn, còn cái chết thì nó chắc chắn. Xong là cái tâm nó khởi lên cái sự kinh cảm, tức là mình
Giống như là bây giờ mình đang buồn ngủ mà nó có một cái sự gì đấy nó nguy hiểm, nó sắp xảy đến với mình thì mình có buồn ngủ không? Ví dụ như mình đang buồn ngủ, mình thấy cái ngôi nhà nó bốc cháy còn ngủ nữa, thì mình sẽ cảm thấy nó kinh cảm và nó cảm thấy nó kinh sợ, và lúc ấy tự nhiên nó sẽ tỉnh táo. Thì những cái lúc buồn ngủ như thế là những cái lúc mình phải tư duy đến một cái gì đó đáng sợ, thì chẳng có cái gì đáng sợ bằng cái chết đâu. Thì lúc đấy mình tác ý đến cái sự chết, mình tác ý là mạng sống này không chắc chắn, chắc chết thì sau này mình sẽ phải chết. Thì lúc đấy mình nghĩ là sau này có thể mình sẽ chết do bệnh, có thể mình sẽ chết do bị người khác sát hại, có thể mình sẽ bị bổ hồ, bị rắn cắn, hay là bị ngã trên cao xuống, hay là bị tức là mình cứ nghĩ đến những cái cảnh mà mình sẽ bị chết, hay những cái cảnh mà người khác bị chết như thế nào, sau này mình bị chết như thế vậy. Thì mình lúc đấy nó kinh cảm nên là nó cảm thấy nó sợ nên là nó hết buồn ngủ. Có hỏi gì không? Ngồi tâm nó mệt ấy. Nó mệt là do mình không biết cách quân bình ấy. Quân bình ở đây có nghĩa là nếu như cái tâm của mình chăm chú quá là nó sẽ mệt. Để tâm nhẹ nhẹ thì nó sẽ không mệt. Nếu như mình để tâm nó mở rộng ra, ví dụ như cái hơi thở ở đây, nhưng mình để tâm cả một cái khoảng rộng như thế này, nó sẽ rất là mệt. Nhưng mà mình tập trung vào một điểm nhỏ xíu như thế này thôi, nó sẽ không mệt. Cái tâm của mình gom nhỏ xíu lại một điểm nhỏ nhỏ ở đây thôi thì nó sẽ không mệt. Nhưng mình để mở rộng một điểm này ra nó sẽ mệt. Cái tâm luôn luôn giữ một chỗ thì nó không mệt, nhưng mình cứ chạy năng sang thì nó sẽ mệt. Mình không được chạy năng sang thì nó sẽ không mệt. Nhưng mà cái tâm nó ngồi mà nó không biết cách chú ý thì nó sẽ mệt. Ví dụ như là mình luôn luôn thay đổi. Cái hơi thở nó đi vào, mình biết nó bắt đầu đi vào, nó đang đi vào, nó đã đi vào. Nó bắt đầu đi ra, nó đang đi ra và nó đã đi ra. Mình biết cả ba thời điểm đấy. Thì cái tâm ấy nó cần một cái sự rất là sắc sảo và rất là chăm chú, nó sẽ không mệt nữa. Tức là cái gì mà mình cảm thấy nó dễ dàng quá, mình coi thường thì nó sẽ nơ nà. Mình nơ nà thì cái tâm của mình nó cảm thấy nó chán, nó mệt mỏi. Nhưng mà mình cảm thấy một cái gì đó, mình thực hành một cái gì đó cảm thấy nó khó lên một tí. Và mà cái khó nó đừng quá khó mà mình có thể làm được, thì mình sẽ cảm thấy nó thích thú hơn. Thì trong tu tập nó có những cái bài rất là dễ và có những bài rất là khó. Khi mình đã thực hành được bài dễ, mình phải thực hành những bài khó hơn. Và nó cũng phải vừa với khả năng của mình, không quá khó. Thì nó có rất nhiều những cái cách tu tập. Ví dụ trên hơi thở là như vậy. Mình biết hơi thở vào, biết hơi thở ra, biết hơi thở ngắn, biết hơi thở dài. Vào nhanh ra nhanh, vào chậm ra chậm. Bắt đầu vào, đang vào, đã vào. Bắt đầu ra, đang ra, đã vào. Mình biết hết các khía cạnh như thế. Nó sẽ làm cho tâm nó chăm chú hơn, nó đỡ mệt hơn. Còn đọc sách thì đương nhiên là tâm nó hướng ra ngoại cảnh thì nó phải tỉnh táo hơn. Nhưng mà đang hành thiền thì mình đừng có nên đọc sách, cứ hành thiền. Cái thời nào thời hành thiền là phải hành thiền. Đúng rồi. Thì mình tư duy về pháp thì đương nhiên nó tỉnh táo, nhưng mà mình cũng đừng tư duy quá. Lúc ngồi thiền là mình nên buông bỏ hết cả những cái tư duy đấy, ngay cả tư duy về pháp cũng đừng tư duy quá. Nhưng mình tập trung cũng đừng tập trung quá, chỉ cần tập trung 50% tâm thôi. Sau đó dần dần tăng lên 60-80% tâm là tập trung. Dần sau đó vẫn để cho nó hơi nghĩ lan man cái khác một chút xíu thì được. Đừng có nghĩ nhiều quá, nhưng mà cũng đừng tuyệt đối là giữ cho nó không được nghĩ gì. Đừng tuyệt đối, đừng giữ quá. Chỉ mà chăm chú vừa vừa. Các bạn nào? Thực ra thì cái tâm của mình nó phải có một đối tượng nào đấy nó mới khởi lên. Và sau đó thì mình mới quán được cái tâm đấy. Ví dụ như là bây giờ nhỉ, con mắt của mình nó nhìn thấy một cái gì đó ở trước mắt. Thế là mình mới khởi lên cái tâm đó là
mình nhờ, một là mình thích thú với nó, hai là mình chán ghét với nó, ba là mình dửng dưng với nó, không thích mà cũng không ghét. Thì lúc đấy nó sẽ khởi lên cái tâm như vậy, là do cái cảnh ở bên ngoài nó tác động vào tâm, thì tâm nó khởi lên. Và sau đó thì mình quán cái tâm mà nó khởi lên đấy. Ví dụ như là bây giờ mình không nhìn gì cả, trong lúc ngồi thiền thì mình không nhìn, không nghe, căn không tiếp xúc với cảnh trần, nhưng mà nó sẽ nhớ lại, nó nhớ lại những cái lúc mình thấy cảnh ấy, thì nó mới khởi tâm lên. Tức là nó phải có cảnh, có căn thì nó mới có thức. Chứ nếu nó không có căn, không có cảnh thì nó không có thức. Thì mình quán thì đương nhiên là chủ yếu là mình quán cái tâm thức đấy, nhưng mà nó vẫn phải có căn và có cảnh. Nhưng khi mà mình ngồi thiền, mình quán tâm thì nó không có các cái căn ở trên, không có, nhưng mà nó có ý căn. Ý căn ở đấy thì nó, cái ý căn thì nó sinh ra từ cái ý môn, tức là vùng trái tim. Và nhưng mà cái ý căn đấy nó vẫn phải hướng đến một cái cảnh gì đấy thì nó mới khởi tâm đi. Ví dụ như là lúc cái tâm của mình nó nghĩ đến một cái chuyện vui thì nó phải có cái đối tượng gì đó làm cho vui. Nghĩ đến một chuyện buồn thì phải có đối tượng gì đó làm cho buồn. Thế là nó nghĩ đến những điều tốt lành, như là nó nghĩ đến Đức Phật, nghĩ đến giáo pháp, nghĩ đến cái sự tu tập của mình, thì nó vẫn phải có đối tượng. Vậy thì khi quán là mình phải, cũng phải quán cảnh như vậy. Mình phải biết là cái cảnh nào nó khiến cho mình khởi lên cái tâm này. Thì cái, mình chủ yếu là mình quán tâm, nhưng mà mình vẫn phải biết được tâm ấy nó sinh lên từ cảnh nào. Đấy là cái pháp quán tâm như vậy. Nên thì cái pháp quán tâm mà với một cái người chưa có định, thì cái tâm, cái mình quán đấy nó chỉ là trên khái niệm thôi. Nó cũng như là cái sự tư duy tưởng tượng thôi, chứ nó chưa phải là mình đạt được cái trí tuệ của cái tuệ chi. Còn để mà phân tích được tâm theo cái pháp thiền phân tích tâm, thì khi nào mình đắc được thiền rồi, mình sẽ phân tích ra được cái tâm thì nó có tâm vương, tâm sở, có căn, có cảnh, nó có các cái tiến trình của nó. Có tâm thiện, có tâm bất thiện, và có những nguyên nhân nó sinh ra các cái tâm đấy. Để đến một cái giai đoạn thực hành về thiền quán thì nó sẽ rõ hơn về cái vấn đề quán tâm này. Bây giờ thì ví dụ như là những cái lúc nào mình có tâm tham nó khởi lên thì mình biết đây là tâm tham, thì mình biết tâm tham là cái cấu uế ô nhiễm, tham cần phải được đoạn trừ. Mình quán như vậy cái là nó biến mất. Khi có tâm sân nó khởi lên, mình biết đây là tâm sân, sân là do mình tác ý đến cái người mà mình đang ghét đấy, những cái đối tượng mà mình không hài lòng, mình biết là sân này là một cái ô nhiễm và sân cần được đoạn trừ. Nó sẽ hết cái sân đấy đi, và tất cả những cái tâm khác nó khởi lên. Hoặc là có đôi khi có những cái tâm thiện lành nó khởi lên thì mình cũng biết là cái tâm này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã rồi đâu. Đôi khi mình quán như vậy thì mình cũng biết rằng là tâm là tâm chứ không phải tâm là ta, ta không phải tâm, tâm không phải ta, thì thân nó cũng không phải ta, ta không phải nó cái thân. Thì nó đấy, nó cũng là một trong những cái cách gọi là để mình quán cho nó bớt đi những cái phiền não. Bớt thôi chứ nó không hết, hết thì phải hành thiền quán. Phương pháp nào để có thể thực hành tốt ạ? Nó tức là đôi khi mình cảm thấy nó quá mệt thì thân, thực ra thân nó mệt thì mình biết cách ngồi vẫn ngồi được. Tức là ngồi khi nó mệt mỏi thì mình phải thực hành ở một cái trạng thái gọi là buông thư khinh an ấy. Tức là lúc đấy mình đừng có dùng cái sức tinh thần, trong cái lúc mình thân nó mệt mỏi thì đừng có dùng cái tinh tấn về thân, mà hãy dùng cái sự khinh an thả lỏng về thân và tâm. Dù như là khi mà mình có cái sức khỏe tốt, mình có thể giữ lưng thẳng như thế này và ngồi rất là tinh tấn thân tâm. Nhưng mà nếu như cái lúc cơ thể nó mệt mỏi, mình có thể ngồi ở cái trạng thái trùng lưng, thậm chí nó mệt quá mình có thể tựa lưng vào tường cũng được.
người tựa lưng vào tường cho đỡ mệt mỏi. Và lúc ấy mình ngồi rất là nhẹ nhàng, ngồi như là cái sự khinh an ấy, mình chú tâm để vẫn để tâm vào một điểm nhỏ trên hơi thở. Và cái lúc đấy chăm chú tâm, cũng đừng chú tâm mạnh quá, để tâm nhẹ nhàng. Và cứ để tâm ở hơi thở như thế, vừa vừa nhẹ nhẹ, thì ngồi khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng sau, thì cái năng lượng chú tâm này nó sẽ làm cho thân tâm nó tự được điều hòa. Cái thân này nó mình sẽ cảm thấy nó nóng rực lên. Nếu mà ngồi thiền lâu ấy, tự trong người mình nó có sinh ra năng lượng, nó sẽ nóng rực lên và nó sẽ điều chỉnh cái thân tứ đại của mình. Chứ là mình mệt mà là do cái thân tâm mình, có thể là do mình vận động về cái tâm hoặc là do mình vận động về thân này quá mức, nó bị xáo trộn về cái tứ đại này. Tức là nó có thể là địa đại nó trội lên, hoặc là thủy đại nó trội, hoặc hỏa đại, hoặc phong đại. Nhưng cái đấy nó có một cái gì đó nó trội lên, nó nấn áp những cái khác. Cho nên là cái thân tâm này nó bất hòa, nó bất không được điều hòa, cho nên nó sinh ra mệt mỏi. Và khi ngồi thiền như vậy thì nó sẽ cân bằng lại. Nhưng mà phải ngồi được từ 1 tiếng, 2 tiếng trở lên thôi. Thì những cái sau khi đó mình xả ra thì mình mới cảm thấy, cảm nhận được là tất cả những cái mệt mỏi nó tiêu tan được. Nó tiêu tan được và mình sẽ cảm thấy nó khoan khoái, nó khỏe mạnh trở lại. Mà nó sẽ hơn tất cả những cái phương pháp trị liệu như là đi massage hay là tập thể dục hay là thư giãn ở bên ngoài. Mà bằng cái pháp hành thiền này, nếu như mà tập tốt mình sẽ thấy nó hiệu quả hơn tất cả những cái khác. Ví dụ như là khi mình mệt mỏi ngoài thì người ta hay đi massage, đi xoa bóp, đi đấm bóp chứ, để nó cũng làm cho lưu thông lại máu huyết cơ thể này, và nó sẽ cảm thấy nó sảng khoái hơn. Nhưng mà nếu mà một cái người nào hành thiền, mình sẽ thấy cái pháp hành thiền này nó sẽ còn tốt hơn những tất cả những cái pháp này, vì nó điều trị được cả thân và tâm. Tâm của mình nó được quân bình lại. Ví dụ như là mình căng thẳng quá, mình học nhiều quá, suy nghĩ nhiều quá, làm việc về tâm nhiều quá, nó cũng mất quân bình về tâm, nó bị quá căng thẳng. Thì khi ngồi thiền thì nó sẽ làm cho an nhiên trở lại, nó sẽ làm cho tâm nó được dịu trở lại, êm dịu trở lại, và thân nó cũng được điều hòa trở lại. Và khi mình xả thiền, mình cảm thấy cả thân và tâm đều cảm thấy nó đều được khinh an, nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Vì vậy cho nên là mệt thì cũng phải ngồi thì nó sẽ hết mệt. Mệt thì ngồi thiền mà tốt thì nó sẽ hết mệt. Nhưng mà nhớ là ngồi đúng ấy thì nó hết mệt. Còn nếu là mình không đúng ấy, thì nó sẽ căng thẳng. Ví dụ những cái lúc mình mệt mỏi như vậy, mình phải để cho cái tâm nó định tĩnh lại. Và lúc ấy mình không nên quán xét nhiều. Ví dụ như là có những cái pháp thiền quán. Thiền quán thì là phát triển về trí tuệ, là một trong những cái pháp thiền rất là cao và rất là mệt. Ví dụ mình đang mệt mà mình quán thì là như quán tâm thì nó lại càng mệt thêm. Thì lúc đấy cần phải chú tâm lại thiền định. Tức là vì vậy cho nên học thiền nó cần phải có những cái pháp mà đi tuần tự này, từ thấp đến cao. Nhiều người dạy những pháp cao quá nhưng mà nó lại không phù hợp với những người mà chưa có đủ cái trình độ. Ví dụ những người mà học đến những pháp thiền quán là những người đã tu ở những cái mức độ rất là cao, có cái nền tảng về giới rồi, có cái nền tảng về cái định rồi, thì bắt đầu mới thực hành về tuệ. Thì bây giờ mình phải thực hành về đầu tiên là tu tập về giới, sau đó thực hành về thiền định trước, rèn luyện cho cái thiền định nó mạnh, sau này thực hành về thiền quán sau. Thì trong đó cái thiền định là cái thiền mà nó mang lại cái sự khinh an, cái sự thân tâm mà nó an lạc nhất, tức là định nó phát sinh hỷ lạc. Lúc đấy chú tâm và hơi thở mình sẽ cảm thấy nó hỷ lạc. Nó cứ thực hành mà đừng có sợ cái sự mệt mỏi. Càng mệt mỏi thì càng nên ngồi và nó sẽ hết. Cho nên là rất là nhiều người có những cái bệnh rất là khó chữa, thậm chí có những người có bệnh ung thư mà người ta quyết tâm, người ta hành thiền mà người ta không chữa ở bên ngoài, mà một thời gian sau mà nó còn hết sạch được. Thì những cái tâm của người ta khi là bệnh cho tâm sinh ấy. Mà đôi khi cái tâm của mình lạc quan, cái tâm của mình mà nó phấn chấn, nó an nhiên tự tại, nó cũng sẽ làm cho cái thân của mình nó tốt hơn, nó làm cho giảm bớt cả những cái mệt mỏi và cả những cái bệnh tật ở trong thân. Khi mà mình đang ngồi thế này mà đau chân là trở chân đi, cứ trở chân bình thường. Mình vẫn nhắm mắt nhưng mà mình phải trở chân đi, chứ mình đừng có để cho nó bị cái đau nó chi phối. Nếu nó hơi đau thì mình cố gắng chịu,
Nó có hai cái cách tập, đó là một cái người mà không sợ đau thì mình cứ kệ nó. Một cái người mà mình có cái sức chịu đựng cao, mình không sợ đau, mình cứ mặc kệ nó cho nó đau. Và cái cơn đau đấy nó sẽ kéo dài khoảng 1 tiếng là nó hết. Nếu như mình chịu đau được 1 tiếng là nó hết sạch rồi, nó không đau nữa. Nhưng mà nếu như mà có những cái người cái sức chịu đựng nó yếu thì thôi, mình cảm thấy nó đau quá rồi mà trở chân thì là nó hết. Cái đấy nó chỉ là cái hành động, cái đấy nó là một cái hành động bất thiện. Cái hành động bất thiện thì nó phải chịu cái quả bất thiện. Nó không phải ta, không phải của ta. Ở đây là mình nhìn vào cái tính, cái khía cạnh mà nó sinh lên và nó diệt đi. Ví dụ như là bây giờ mình khởi lên một cái tâm bất thiện, nhưng mà cái tâm bất thiện nó sinh lên một cái, nó diệt đi, sau đó lại khởi lên một cái tâm thiện. Vậy thì bây giờ mình sau khi mình đánh cái bạn đấy, mình xin lỗi cái bạn đấy, thì hai cái tâm ấy nó có phải là một không? Cái tâm mà mình đánh người với cái tâm mình nào xin lỗi người, thì hai tâm ấy là một hay là khác? Mình không xin lỗi thì cái lúc đấy cái tâm không xin lỗi với cái tâm đánh người ấy, nó cũng là một hay là khác? Nó vẫn là khác, tức là nó đã sinh lên mà nó diệt đi. Cũng như là một cái dòng sông, nó mình tắm ở đây và cái nước nó cứ trôi qua, và nó cứ trôi qua thì cái nước mình tắm cái phút trước với cái phút sau nó có phải là một không? Không ai có thể tắm 2 lần trên một dòng sông như vậy. Thì cái tâm nó cũng cứ trôi chảy liên tục như vậy, nó cứ sinh lên và diệt đi. Thì ở đây có nghĩa là mình nhìn vào cái tính, cái khía cạnh mà nó cứ sinh diệt của nó, để mình thấy ra cái vô ngã của nó, để mình không chấp thủ, mình không chấp trước vào nó. Là kia hỏi. Con có một cái chỉ là đúng một người, nhưng mà họ có cái đề xuất của mình là cái điều đấy là không muốn sửa điều đó, thì không có những thứ đó thì không chỉ nói là cái điều đấy. Đúng rồi, mình chỉ giúp được những cái người khác mà trong cái khả năng của mình có thể làm được. Ví dụ như là có những người tôi có cái tâm tham sân si, bây giờ làm giúp tôi đoạn trừ được tham sân si đi. Tôi có cái tâm lười biếng, cái tâm ham chơi này, làm sao giúp tôi đoạn trừ được. Thực ra thì khi nào mình làm được rồi mình mới giúp được người. Chỉ khi nào mình đã làm được những điều đó, mình có thể giúp cho người ta trở thành những người tốt bằng mình, nhưng mình không thể giúp cho người ta trở thành những người tốt hơn mình được. Thì cái khả năng của mình như thế nào mình có thể giúp người khác được như vậy không? Thì bây giờ mình muốn tốt nữa thì mình phải tu tập có những cái kỹ năng cao hơn, có những kỹ năng khác nữa. Chứ còn những cái hành xử hàng ngày thế này nó chỉ bộc phát lên, và nếu như mình có chế ngự nó chỉ tức thời thôi. Thì cái sự mà để thay đổi người khác nó có nhiều cách. Có những cái người thì ưa ngọt, có những người thì phải ưa nặng. Ví dụ trong thế thì mình phải biết được cái tính cách của người đó. Ví dụ như là có những cái người mà người ta rất là khéo léo, nhưng mà
Những cái người đấy thì thường thường mình sẽ hành xử bằng cái cách đó là rất là ngọt ngào, dịu dàng với người đấy. Nhưng mà thực ra mình càng ngọt ngào, dịu dàng với cái người đấy thì cái sự khéo léo ấy nó sẽ biện hộ cho một cái tâm gọi là người ta rất là tham. Thính ra những người đấy càng cần phải dùng những cái biện pháp đó là mắng chửi và dùng những cái hành xử gọi là thấp tệ. Còn có những người người ta rất là hay sân, cọc cằn, thô lỗ. Những cái người đấy thì thường bên ngoài thì người ta sẽ hành xử với người đấy bằng cái cách cọc cằn, thô lỗ, trở nại. Nhưng mà thực ra mình càng thô lỗ với họ thì cái sân họ càng mạnh hơn và không bao giờ đạt được. Thì những cái người đấy lại cần phải được hành xử bằng cái sự rất là dịu dàng, nhân ái và chiều lòng. Phải chiều cho người đó thì cái tâm sân người đó sẽ không khởi lên. Nhưng cái người mà hay thô lỗ bất thiện đấy thì cái người đấy lại càng phải được hành xử để cho cái tâm sân nó không khởi lên. Thì phải làm cho những cái việc gì để nó khiến cho họ hài lòng. Còn như có những người người ta rất là khéo léo rồi, người ta rất là khéo hành xử, khéo nói, nhưng mà người ta lại có cái tánh tham rất là lớn. Mình muốn đối trị được cái tánh tham của họ thì lại phải rất là thô lỗ cọc cằn với người đấy thì họ mới bớt đi. Đấy là mỗi tức là với mỗi người có những cách hành xử khác ấy. Thì có những cái người cần phải dùng nhẹ nhàng để nhắc bảo, nhưng mà có những cái người thì cần phải dùng những biện pháp mạnh, vùng biện pháp mạnh để trấn áp, như là phải mắng chửi, phải xử phạt, cảnh cáo. Thì có những người phải ưa những cái như vậy. Ví dụ như là những cái người có trí tuệ thì chỉ cần nói, chỉ cần dùng lời lẽ để nói. Nhưng mà có những người không có trí tuệ thì phải dùng những cái biện pháp, ví dụ như con trâu con bò mình dùng lời lẽ được, phải dùng roi mà đánh. Thì mặc dù là con người nhưng mà cái tính cách nó vẫn có những cái tính cách trâu bò. Có những người phải dùng roi đánh. Cho nên là vẫn cái sự nhắc bảo là người khác ấy là cũng phải vậy. Có những người có thể lý lẽ giải thích, có những người ngọt ngào khuyên bảo. Đó, nhưng mà có những cái người thì phải quát mắng và xử phạt thì mới thay đổi. Nhưng mà nó phải đúng, nó đúng người, đúng đối tượng. Mình mà hành xử sai một cái là phản tác dụng. Có những người người ta trí thức mà mình lại mắng chửi, hay là có những người thô lỗ, người ta không có trí tuệ mà mình lại cứ dùng lý lẽ mình nói làm cho người ta đau đầu, người ta loạn trí đi. Đấy, nó khác nhau. Thực ra mình tác động được người khác cũng là do nhân duyên ấy. Có những người thì có duyên mới nói được, không có duyên không nói được. Tất cả mọi thứ cũng vậy, con người cũng thế. Nhưng có những người thì có duyên với mình có thể nói. Nhưng mà có người thì có duyên với người khác thì người khác sẽ nói. Có những người mà mình nói mà nó không đúng người, không đúng thời và không đúng cái pháp cần nói thì nó sẽ phản tác dụng, thì là nên im lặng. Phải nên im lặng. Và khi mà nói để mà thay đổi người khác phải thứ nhất là phải đúng cái đúng thời điểm, đúng người và đúng cái pháp. Ví dụ người này cần phải dùng cái pháp gì, giống như là bệnh nào phải thuốc đấy, và phải dùng vào đúng cái thời điểm này. Có thể ở cái thời điểm này chưa thích hợp, phải chờ một cái thời điểm thích hợp khác. Thì lúc đấy mình nên chờ, lúc mình cảm thấy nó chưa đúng thời điểm thì phải nên chờ đợi lại thêm, đến một cái thời điểm nào đấy nó phù hợp rồi thì lúc đấy mình mới có thể nói được.
thích cho mình. Khi vui thì làm sao? Dạ. Khi vui thì làm sao? Vui thì cũng phấn khởi, nhưng mà nó kiểu nó phấn khởi quá, nó thích quá thì nó sẽ à đúng rồi, đúng rồi. Thì cái đấy là mình cần phải giữ cái tâm mình lại, mình biết cách kiềm chế cái cảm xúc ấy, đừng để cho nó vui quá mà đừng để cho nó buồn quá. Như vậy là không làm chủ được cảm xúc, cái đấy thì hành thiền hơi thở này, chú tâm vào hơi thở ấy, hành thiền cho tốt là nó sẽ bớt đi. Đúng rồi, đúng rồi. Thì cái đấy thì thứ nhất là phải tụng kinh nhé, thứ nhất là phải giữ giới nhiều nhá, giữ 5 giới và giữ 8 giới ấy. Phải thực hành cái pháp đó là mình vun tạo cái cội phúc của mình cho nó sâu lên ấy, tức là giữ 8 bát quan trai giới ấy. Vào những ngày trai giới ấy, như là ở tại gia thì 1 tháng 4 ngày, ngày 15, ngày 30, mùng 8, 23 mình giữ 8 giới bát quan trai đấy. Không sát sinh, không trộm cắp, không hành dâm, nói dối, không uống rượu, không ăn phi thời, không trang điểm múa hát. Rồi là hôm đấy là cái ngày mình tụng kinh và ngồi thiền suốt ngày. Những cái ngày đấy cứ tụng kinh một chút, sau đó thì ngồi thiền. Và ngồi thiền thật nhiều, và sau đó những cái ngày hôm đấy mình tránh đừng có tiếp xúc nhiều ấy. Chỉ có tụng kinh nghe pháp với ngồi thiền. Rồi tâm nó định tĩnh đã, thì sau đó thì dần dần sẽ chuyên tâm hành thiền nhiều hơn, và phải có cái tâm buông xả nữa, tức là buông xả hết những chuyện gì quá khứ rồi không được nhớ đến, những chuyện gì tương lai nó chưa đến không được nghĩ đến. Và vì để mà có được cái tâm buông xả nhanh nhất thì trong lúc ngồi thiền cái tâm nó cứ nghĩ đến chuyện quá khứ mình ta ghi là cái quên hết nó đi, xong là tẩy hết những cái ký ức, những cái chuyện vui chuyện buồn đi, thì cái tâm nó sẽ định tĩnh lại, dần dần nó sẽ làm chủ lại cái cảm xúc. Nó cứ nghĩ đến những chuyện quá khứ cứ quên. Vậy là dần dần nó sẽ hết đi. Vậy tức là phải tập cho mình có cái tâm buông xả cao mạnh thì nó hết. Tại vì cái công phu tu tập nó chưa mạnh nhé, nó vẫn còn là nơ mơ, cái sự thực hành nó vẫn còn sơ sài, nó chưa có chuyên tâm, nó chưa có kết quả, mà nó chưa chuyển đổi được tâm, nên là cần phải tu tập miên mật hơn nữa. Nên là mình học thuộc những cái bài kinh, bài pháp nào thì luôn luôn mình cảm thấy nó có tâm đắc ấy. Mình luôn luôn nhớ đến bài, nhất là học những bài trong kinh pháp cú. Nhớ là học những bài kinh pháp cú mà ở phẩm tâm ấy. Sau đó mình thuộc lòng, luôn luôn lúc nào trong tâm mình cũng ghi nhớ, tức là thầm niệm, tưởng niệm đến những cái bài đó. Dần dần cái tâm nó sẽ an định trở lại. Thank you.
đấy, học cái phẩm tâm ấy, xong là học thuộc hết những cái bài đấy thì cứ đọc đi đọc, cứ thầm niệm ở trong tâm suốt ngày suốt ngày, thì dần dần nó sẽ thay đổi cái tâm. Phẩm tâm ấy. Ừ. Tại vì cứ học thuộc hết cái bài đấy đi, xong là lúc nào trong tâm mình cũng cũng nhẩm những cái bài đấy, nó sẽ thay đổi cái tâm mình đi. Về học cho thuộc nằm đi nhá, thì lúc nào cũng thầm mình niệm trong tâm đấy ha. Và có ai hỏi gì không? Bạn có hỏi gì không? Hỏi gì không? Có cái năng lượng ở trong người cái năng lượng đấy là năng lượng là do cái tâm của mình nó hiếu động, hay là do mình cảm giác nên nó có cái năng lượng gì nó tác động? Ừ. Đấy thì cũng phải chịu khó hành thiền hàng ngày ấy. Mỗi ngày phải dành ra 1 đến 2 tiếng để ngồi thiền, thì cũng ngồi thiền hơi thở thôi. Thì trong nguyên lúc đấy mình ngồi, mình để cho cái tâm nó nhẹ nhàng đó. Thì nếu cái tâm nó đang khởi lên mạnh như vậy thì mình để tâm vào, cũng để tâm ở trước mặt ấy. Đếm hơi thở. Hơi thở đi vào ra đếm 1 và ra đếm 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đếm xong rồi một lúc sau không cần đếm nữa, cứ để cho nó biết hơi thở vào, hơi thở ra ở ngay trước mặt này, gần mũi này. Cứ về khi nó nghĩ đến cái chuyện gì một cái thì mình cứ nhắc nhở cái tâm là hãy quên nó đi, hãy quên nó đi. Để làm sao tập cho mình có cái tâm là nó buông xả mọi chuyện ấy, thì nó đừng có quan trọng cái chuyện gì quá. Nếu như cái chuyện gì đó mà nó làm cho tâm mình bị khởi lên mạnh là do mình quá chú trọng, mình coi nó là một cái chuyện quá quan trọng. Mình càng quan trọng nhiều thì tâm mình càng căng thẳng nhiều. Bây giờ mình phải thấy mọi cái việc đấy là đơn giản đi, mình coi như tất cả mọi cái việc đấy nó bình thường đi một tí, thì là cái tâm nó sẽ dịu lại, nó nhẹ nhàng, nó định tĩnh lại. Thì vì vậy cho nên là hàng ngày cần phải hành thiền để quân bình tâm lại. Mình cứ biết hơi thở vào ra, và hàng ngày cứ nhắc nhở cái tâm là hãy quên cái chuyện này đi, quên chuyện này đi. Thực ra thì thường thường tâm lý của mình cứ sợ cái chuyện gì nó quan trọng, mình cứ hay ghi nhớ đấy, mình cứ sợ là mình buông ra rồi là tâm mình nó quên mất, nó lơ là rồi là cái việc ấy nó bị ảnh hưởng. Nhưng mà chính vì cái mình cứ chăm chú quá như vậy thì cái tâm của mình càng lúc nó càng bị yếu đi. Nó giống như là bây giờ mình làm cái việc gì đó mà mình làm nó quá sức về thân thể của mình thì nó bị kiệt sức cái sức lực của mình, sau đó sau này mình sẽ trở nên yếu ớt. Nhưng nếu một cái người nào biết giữ sức, tức là làm việc nó vừa phải, thì cái sức khỏe nó luôn luôn được duy trì, và đến lúc mình làm việc nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Thì cái sự làm việc về tâm nó cũng tương tự như thế. Cái tâm của con người nó có giới hạn, cái sức lực của tâm nó có giới hạn. Nên là nếu như mà mình cứ nao tâm quá, mình lo lắng, mình đầu tư hay là mình suy tư một cái gì đó quá nhiều, nó sẽ làm cho cái tâm càng ngày nó càng bị kiệt quệ, yếu ớt hơn, và sau này mình cố gắng không được. Cho nên mình phải hành thiền là để nó dưỡng cái tâm lại,
làm cho cái tâm nó có cái sự nghỉ ngơi, thì lúc ấy mình bắt buộc mình phải buông hết nó đi, quên hết nó đi, đừng có quan trọng cái gì nữa. Và khi nào mình làm, mình đến lúc mà mình cần làm thì lúc đấy mình mới khởi cái tâm đi. Mình làm thì cái lúc đấy cái tâm nó được nghỉ ngơi, nó định tĩnh. Rồi cái tâm nó định tĩnh thì nó có, nó mới gọi là định, nó sinh tuệ là vậy. Giống như là cái tâm nó được định tĩnh là nó được nghỉ ngơi, thì cái lúc đấy cái trí tuệ nó rất là sâu sắc. Mình chỉ cần hơi khởi lên một tí thôi mà làm mình đã có thể hiểu ra được vấn đề, mà nó hiểu sâu hơn rất là nhiều so với cái mà mình cứ suy tư nan man hàng ngày. Vậy thì cái cách đấy là cái cách mình cần phải hành thiền để mình buông xả bớt những cái căng thẳng đi. Có lúc mình không thấy hơi thở thì cái lúc đấy là do cái tâm nó căng quá, nó không thấy, căng thẳng quá nhá. Hoặc là cái lúc có những cái lúc cái tâm nó tĩnh quá mình không thấy, mà thường thường là cái tâm nó căng quá và mình không biết cách ấy. Biết cách quân bình thì nó thật, không quân bình thì không thật. Ví dụ mình chú tâm lên hơi thở, nhưng mà mình cứ chú xong rồi mình càng thấy hơi thở mình càng chú mạnh hơn. Tức là cái tâm mong cầu của mình mong muốn là phải giống như mình mong muốn làm sao cho cái tâm mình nó chú được thật sâu thật mạnh nhá. Giống như là để mình đạt được cái gì thì cái tâm nó khởi lên mạnh quá thì nó bị tản mát ra. Cái lúc đấy thì chỉ còn một cái cách, đó là mình đừng quan tâm đến hơi thở nữa, ngồi giống như ngồi chơi. Tức là để cái tâm nó nơ nà đi một tí, thì sau đó cái tâm căng thẳng ấy nó bớt đi, bắt đầu nó dịu xuống một cái, mình hướng tâm vào cái sát cái da mũi này, mình sẽ thấy. Hoặc lúc ấy mình thay đổi đi, ví dụ mình đang để tâm ở cái vị trí này và mình cảm thấy không thấy hơi thở nữa là do cái tâm của mình nó đã bị tán, nó bị phân tán quá. Thì lúc ấy mình phải để cái tâm vào một cái vị trí khác, mình để thấp xuống hoặc để cao đi, hoặc để ra một cái vị trí khác thì mình sẽ thấy lại hơi thở. Còn cái ở cái điểm này là do mình chú mạnh quá thì phân tâm nó tán nó mất, nó không thấy. Nên mình để tâm nó chỗ khác mà để tâm nhẹ hơn thì nó sẽ thấy. Câu đầu tiên phải không? Dầu nợ một người bao nhiêu chớ quên phần tự nợ, nhờ thắng trí tự nợ hãy chuyên tâm nợ mình. Thế thì cái việc nợ mình ở đây là cái ý muốn nói là hàng ngày mình muốn làm nợ cho người khác thì mình phải làm nợ cho mình trước ấy. Ví dụ như là bây giờ mình muốn dạy người khác những cái kiến thức thế gian thì mình phải bỏ ra 5, 10 năm, thậm chí là 20 năm để đi học cái kiến thức thế gian ấy. Thì cái trong cái quá trình mình đi học ấy, đấy là tự nợ đấy. Sau này mình mới đi dạy người khác được, đấy là nợ tha. Còn bây giờ mình muốn người khác ví dụ được giàu có chẳng hạn, thì mình phải bỏ ra thời gian đầu tiên là đi làm giàu cho mình đã. Sau đó mình có tài sản để bố thí tài sản cho người khác. Khi mà bây giờ mình muốn dạy về đạo đức cho người khác, mình phải học đạo đức trước. Mình có rồi, sau đó mình dạy được. Hay là bây giờ cũng như vậy, như các sư muốn dạy về những cái pháp giải thoát, những cái pháp Phật Pháp này, cũng phải mất mấy chục năm đầu phải tự tu cho mình đó. Những người muốn hành thiền giải thoát, đầu tiên là phải tự tu cho mình trước. Sau đó thì mới có thể làm lợi ích cho người khác. Nhưng mà trong cái quá trình làm lợi ích cho người khác, thì nó cũng thế này. Làm lợi ích cho người khác nhưng đừng làm hại cho mình. Ví dụ như là bây giờ mình bố thí cho người khác, nhưng mà đừng có bố thí đến mức không còn gì để ăn rồi mình phải chết đói. Thế là đừng, hãy chuyên tâm nợ mình là vậy. Dù có làm lợi cho người nhưng cũng đừng làm hại cho mình. Ví dụ như là bây giờ mình biết rằng là mình làm lợi ích cho người khác, nhưng cái người mình làm lợi ích đấy họ sẽ làm hại mình, thì cũng đừng có dạy. Ví dụ như mình biết là có con rắn nó đang bị mắc bẫy, giờ mình bảo là phải đi xuống cứu nó, nhưng mà xuống cứu động vào đó nó cắn chết mình nhá. Cũng như vậy, có những tất cả mọi cái như thế. Mình làm lợi cho người khác nhưng mà mình vẫn phải có trí tuệ để cân nhắc
cân nhắc là cái người này người ta có làm hại mình không. Mình bây giờ mình giúp nó nhưng mà nó được giúp rồi nó quay ra nó hại mình thì sao. Thế thì mình phải nghĩ trước nghĩ sau như vậy, chứ không phải là cứ hy sinh mình để một cách vô ích, thì đấy là làm lợi người mà vẫn không quên lợi mình. Cái từ chánh niệm thì nhưng mà nó rất là đa dạng, chứ nó không phải là một cái gì cố định. Niệm có nghĩa là ghi nhớ, và chánh có nghĩa là những điều chân chánh. Vậy cái tâm của mình ghi nhớ những điều chân chánh, đấy là chánh niệm. Và niệm, cái chánh niệm nó để đối trị lại với những tà niệm, những tạp niệm, hay là ghi nhớ những điều không chân chánh, nó để nó đối trị với điều đấy. Ví dụ như tâm mình ghi nhớ những chuyện mà nó khởi lên sân hận phiền não tham sân si đấy, thì đấy là tà niệm, tạp niệm, thì mình cần chánh niệm để đối trị lại nó thôi. Ví dụ như là mình ghi nhớ cái điều gì mà nó tâm vô tham vô sân vô si, thì đấy là chánh niệm. Ví dụ như là mình làm những cái việc mà phước, như là mình bố thí, mình ghi nhớ những cái việc mà mình đã bố thí đấy với tâm hoan hỷ, đấy là chánh niệm. Hoặc cái người có những cái pháp tu tập như là nhớ đến Phật, thì đấy là chánh niệm, nhớ đến ân Đức Phật ấy, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Hay là một cái người mà mình biết tất cả những cái pháp môn tu tập, ví dụ mình học những cái bài kinh này và mình ghi nhớ lại cái ý nghĩa của bài kinh đấy, đấy cũng là chánh niệm. Hay là hàng ngày mình tu tập để mình được làm cho tâm của mình nó trở nên thanh tịnh, bớt những phiền não đi. Ví dụ như là người đang tu tập thiền niệm hơi thở, lúc nào cũng biết hơi thở vào ra, đấy là chánh niệm. Cái người mà người ta đang tu tập về cái pháp thiền niệm tâm, lúc nào người ta cũng quan sát cái tâm của người ta, đấy là chánh niệm. Cái người mà tu tập về niệm thọ, người ta luôn luôn quan sát cái thọ là chánh niệm. Vậy thì chánh niệm nói chung là niệm bốn pháp, gọi là thân thọ tâm pháp, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, để nó đối trị lại với này, cái tham thân, tham ái với thân thọ tâm pháp. Thì đấy nó là chánh niệm thôi. Kể cả có những người, người ta đang thực hành những cái oai nghi mà người ta nghĩ là mình cần phải sửa đổi những cái oai nghi ở thân tâm, người ta luôn luôn nhận biết đi đứng nằm ngồi, và người ta giữ cho cái sự trang nghiêm tề chỉnh, và lúc nào người ta cũng ghi nhận cái oai nghi của họ, thì đấy cũng là chánh niệm. Thì chánh niệm thì nó là tất cả những cái gì mà mình đang thực hành, những cái pháp gì mà mình đang thực hành, làm cho cái tâm của mình nó bớt đi những cái phiền não, thì đấy đều là chánh niệm hết. Đúng rồi. Mong cầu mà mong cầu nhiều quá là không tốt ấy. Trong lúc hành thiền thì mình khởi lên cái ước muốn mà nó đúng ấy. Ví dụ như mình ước muốn là hành thiền để đoạn trừ tham, đoạn trừ sân, đoạn trừ si, hành thiền để cho tâm được định tính, hành thiền để mình tích lũy những cái, để phát triển những cái đức tính như là nhẫn nại những kham khổ ấy, để có cái sự chú tâm, để có cái tinh tấn, để diệt hết những cái tâm có uế của mình, thì những cái mong muốn đấy là thì đúng, thì nó không ảnh hưởng gì. Nhưng mà nếu như mình trong lúc hành thiền mình mong rằng mình có định này,
mong rằng mình có những kết quả của hành thiền như là được khai mở tâm linh, mong rằng mình có những cái năng lực siêu nhân như là có thần thông để thấy những cái chúng sinh như là các hàng phi nhân, thì những cái mong muốn đấy cực kỳ nguy hiểm nhé. Nó sẽ làm cho mình trở nên ảo tưởng ấy. Có thể là nếu như là mình chưa chuyên tâm thì nó cũng sẽ bất an. Mình khởi lên những cái mong cầu như vậy mà tâm thứ nhất là ngay lúc đấy nó bất an rồi. Thứ hai nữa là cái mong muốn đấy mà nhiều quá nó trở nên bị ảo tưởng. Thế nên là tuyệt đối là hành thiền không được mong cầu những cái điều đó. Thế thường thường mong cầu cái gì? Mong cầu là mình có kết quả, tức là mong cầu làm sao mình đắc được những cái pháp giống như ở trong thiền, trong sách, hay là mong cái gì? Thực ra vậy thì cái mong muốn đấy thì nó cũng là một cái cách, nó cũng làm cho tâm mình bị bất an. Để cho nó thản nhiên hơn một chút, để cho nó thản nhiên hơn, và luôn luôn phải giữ cái sự chấp nhận nó như thế nào, chấp nhận nó như thế vậy. Ví dụ như là có những cái thời gian trước mình ngồi mình nó cái tâm nó tự nhiên, mình có thể ngồi lâu mà mình cảm thấy nó bình thường. Nhưng mà bây giờ mình chỉ cần có một cái giống như là mình cái chấp trước ấy, mình mong muốn là nó tốt hơn nữa. Tức là những điều là tu thì ít mà lại mong muốn kết quả thì nhiều, thì nó cũng làm cho mình không hài lòng. Tức là trong cái lúc thực hành mình luôn luôn có cái trạng thái là không hài lòng. Thì cái trạng thái không hài lòng đấy nó là động tâm. Vậy thì bây giờ phải thay đổi lại bằng cái cách là hài lòng với những gì mình đã làm được. Như là ngồi được một tiếng cũng hài lòng. Và thứ hai nữa là không so sánh. Mình không được so sánh trước kia với bây giờ. Ví dụ như là trước kia mình có thể là mình luôn luôn thấy là trước kia tốt hơn bây giờ không bằng. Thì cái sự so sánh đấy nó cũng là tâm bất an, tâm ngã mạn, nó là cái tâm, nó cũng là tâm bất thiện nhưng nó rất vi tế, mình không biết. Mình tưởng rằng đấy là cái tâm tích cực nhưng thực ra đấy là tâm tiêu cực. Những cái so sánh mình cứ nghĩ là bây giờ không bằng trước kia thì đấy là tâm tiêu cực chứ không phải tích cực. Mà có khi bây giờ tốt hơn nhưng mà vì cái mong cầu nó quá nương cho nên nó nghĩ là không bằng. Vậy thì không so sánh trước với bây giờ, không nhớ lại cái trạng thái trước kia. Cái trước kia tu như là quên đi, bây giờ cứ biết bây giờ. Trước kia mình có thể cảm thấy nó an lạc, bây giờ cảm thấy nó không an lạc, nhưng mà đừng so sánh nữa. Và luôn luôn phải hài lòng, luôn luôn phải nghĩ là mình ngồi được một tiếng là tốt lắm rồi. Thậm chí bây giờ mình không ngồi được một tiếng, được 30 phút mình cũng vẫn phải nghĩ là tốt. Thế mình nghĩ như thế cũng là tốt rồi, còn hơn là không ngồi, còn hơn là không tập. Và không được so sánh mình với người khác. Có thể là khi mình nghe người khác nói chuyện đó, người ta rất là tiến bộ và mình cảm thấy mình không bằng, thì cái sự cảm thấy như vậy nó cũng là tiêu cực. Không được so sánh mình với người khác, không được so sánh quá khứ hiện tại, và không được bất mãn, không được hài, và lúc nào cũng phải chấp nhận và hài lòng. Mỗi người mỗi cái nghiệp khác nhau, và mỗi một cái thời điểm nó có những cái nghiệp khác nhau. Cái thời điểm trước kia cái nghiệp thiện của mình nó nhiều, nó trổ quả, và mình làm mọi thứ nó đều tốt, mình thực hành thiền nó cũng tốt. Có thể cái thời điểm này là đang là cái nghiệp xấu nó trổ quả, mình làm mọi cái nó cũng không tốt, thì ngay cả cái việc tu tập nó cũng không tốt. Mình vẫn phải chấp nhận, vì cái nghiệp nó khi nào nó qua đi thì cái nghiệp tốt nó đến, lúc đấy mình làm cái gì nó cũng sẽ hài lòng hơn. Nên là cứ kệ nó, đừng có khởi lên tâm tiêu cực là được. Tránh định và tà định. Tránh định thì tức là cái pháp tránh với pháp tà nó chỉ khác nhau một cái này. Nếu mà cái tâm tránh định ấy, thì nó sẽ mình thực hành thì mỗi ngày tham sân si của mình nó bớt đi. Còn nếu mà tâm tà, mình thực hành tà thì mỗi ngày tham sân si nó sẽ mạnh đi. Thế nó chỉ khác nhau mỗi vậy thôi. Ví dụ như là một cái người mà người ta thực hành thiền nhưng mà người ta rất hay đi khoe khoang,
Người ta tu tập được cái gì, người ta hay đi khoe khoang, hay tâng bốc mình lên, thì đấy là tà. Vì ham danh, nợ ham, ham đắm thì nó sẽ là tà. Còn nếu mà tu tập cả ngày nó vô tham, vô sân, vô si đi, tức là cái tham đắm nó ít đi, sân hận nó ít đi, tà kiến nó ít đi, trí tuệ nó tăng lên, thì đấy là chánh. Chánh định với tà định thì nó cũng tương tự. Ví dụ như cái người mà tà định là, ví dụ đầu tiên thì là tu tập theo chân chánh, nhưng mà sau đó nó khởi lên tâm tà, ví dụ như là khởi lên cái tâm mong cầu thần thông, mong cầu, rồi sau đó vị đó mong cầu hưởng thụ những dục này, thích tham đắm giống như những người mà hưởng thụ dục lạc nọ kia đấy, thì ví dụ ham thắc tài danh lợi chức quyền như vậy, thì cái đấy là nó bị đi vào tà. Còn nếu mà cái tâm chánh thì càng ngày nó càng ni tham, không có tham đắm về những cái cảnh đẹp, và không sân hận, không có tà kiến, thì nó khác nhau như thế. Quên hay quên à? Tức là mình hay quên những cái việc hàng ngày, hay là mình ngồi thiền mình muốn quên mọi thứ đi á? À, mình hay bị quên đi, tức là có những cái mà mình nên nhớ nhưng mà nó vẫn hay quên đấy nhỉ. Quên. Đang ngồi mà không biết gì ấy. Nó có một cái trạng thái là nếu như cái tâm nó yếu quá, cái tâm mà nó thụ động ấy, cái tâm đấy nó tĩnh quá, nó sẽ rơi vào cái trạng thái đấy. Cái trạng thái đấy nó là một cái trạng thái gọi là rơi vào tâm hộ kiếp, hay còn gọi là rơi vào tâm hữu phần. Tức là có rất là nhiều cái cách ngồi. Tức là lúc ấy mình để tâm vào hơi thở này, nhưng mà nó thấy hơi thở nó quá mơ hồ, mà cái lúc ấy nó cũng không có suy nghĩ chuyện gì khác, và nó cảm thấy nó quá an ổn. Và một lúc sau mình cảm thấy nó giống như không biết gì, tức là tỉnh không tỉnh, mà mê nó không phải mê, hơi thở nó không thấy mà nó không thấy gì cả. Thì nó có cái trạng thái đấy là do cái lúc ấy mình ngồi mình nó thiếu cái tinh tấn và nó thiếu cái tuệ, thì nó rơi vào cái trạng thái đấy, gọi là rơi vào cái dòng hữu phần. Có những người ta rơi vào đấy cả tiếng đồng hồ. Ngồi thiền mà cái người mà hay ngồi lâu sẽ có, mà không được hướng dẫn tốt là sẽ có những trạng thái đấy. Để rơi vào trong đấy mà người ta không biết gì luôn, giống như ngủ nhưng không phải ngủ, tỉnh cũng không phải tỉnh, mà ngủ cũng không phải ngủ, không phải thức, không phải mê, nó có một cái trạng thái đấy. Và rơi vào trạng thái đấy thì nó là đặt tâm vô ký, không thiện không ác. Và rất nhiều người ta nhầm lẫn, người ta tưởng đấy là nhập định. Và những người mà tu tập mà không được học đúng bài bản, không có người hướng dẫn, và người ta rơi vào trạng thái đấy, người ta bảo mình đang nhập định sâu. Nhưng mà rơi vào trạng thái đấy thực ra không phải định, mà nó không có tốt mà nó cũng không có xấu. Rơi vào đấy thì nó giống như mất thời gian ấy, nó chẳng có lợi ích gì. Rơi vào một cái trạng thái mà không có lợi ích, mà nó không có tác hại, nó chẳng sao cả. Nhưng mà hành thiền là đừng để cho rơi vào đấy, vì nó mất thời gian. Nó giống như là mình mới đi ngủ, chẳng được cái tích sự gì. Nhưng mà nếu như là mình, cái người khởi lên cái tâm tà kiến, nghĩ rằng là đây là trạng thái của nhập định, thì cái đấy nó lại là tà kiến, nó lại là một cái chướng ngại. Còn nếu như một cái người mà rơi vào trạng thái đấy thì biết ngay là đây là một cái trạng thái không đúng thì hãy thoát ra. Thì cái lúc đấy, khi đó chỉ cần tập thiền và chăm chú hơn một chút, thì đó thấy cái hơi thở cho nó đều đặn rõ ràng, và đừng để cho cái tâm nó quá là bị thụ động, nó quá nó mơ hồ, tức là phải thấy chăm chú hơn, thì tinh tấn hơn một chút thì nó không rơi vào trạng thái vậy. Tức là phải cái chánh niệm nó mạnh hơn một chút, đấy là do chánh niệm nó yếu quá, chánh niệm với là cái sự ghi nhớ hơi thở nó yếu quá nên nó rơi vào đấy. Bây giờ mình ghi nhớ hơi thở nó tốt nên là nó không rơi vào cái trạng thái đấy.
bây giờ đâu. Ai hỏi gì nữa? Nhìn thấy kiếp trước á, niệm án hăng nhìn thấy kiếp trước á, không thấy được đâu. Có thể có thể ánh sáng thì có. Niệm án hăng là niệm ân đức Phật. Khi mà mình niệm án hăng, nhưng mà cái câu niệm ấy nó chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng mà cái lúc đấy cái tâm của mình phải tác ý đến cái ân đức Phật, tức là niệm án hăng, thì cái hình ảnh đức Phật là mình phải ghi nhớ ở trước mặt mình. Hướng tâm đến hình ảnh Đức Phật và phải ghi nhớ cái ý nghĩa câu A-la-hán đấy là Đức Thế Tôn đã đoạn trừ hết phiền não tham sân si và các cái tiền khiên tật nên Ngài xứng đáng được cúng dường A-la-hán. Thì cái câu A-la-hán không có quan trọng, mà cái quan trọng là mình tác ý đến cái ý nghĩa câu A-la-hán. Cái tâm của mình nó phải chìm trong cái ý nghĩa câu A-la-hán. Còn nếu mà cái người ta chỉ biết niệm A-la-hán, một cái câu niệm nhưng mà không có trí tuệ, tức là mình không hiểu gì về câu A-la-hán đấy, thì nó giống như là một cái câu thần chú. Thì trong cái lúc mình niệm đấy thì cái tâm của mình nó có thể nghĩ đến điều chánh và nó có thể nghĩ đến điều tà. Thế nhưng mà cái người hiểu được ý nghĩa của cái câu A-la-hán đấy thì mình đang chánh niệm. Nhưng mà có những cái người mà niệm A-la-hán nhưng tâm mình suy tư những cái không có chân chánh. Và mình suy tư rằng là đây chắc là một câu thần chú, rồi là nhờ câu thần chú này mình sẽ thấy các kiếp trước, rồi mình tưởng tượng ra các cảnh này cảnh kia. Thì từ cái tưởng tượng đấy nó sinh ra những cái hình ảnh, tư tưởng của mình nó sinh ra cái cảnh này cảnh kia, và mình chấp là mình thấy, thì đấy nó chỉ là một cái ảo tưởng. Nó chỉ là một cái ảo tưởng thôi, do cái người thực hành không đúng, không có chánh niệm mà lại sinh ra tà niệm. Thì niệm A-la-hán thì phải ghi nhớ đến cái ý nghĩa của A-la-hán. Tâm nó chìm ở trong cái ý nghĩa đấy, và tâm nó rất là tỉnh giác, chứ nó không có thấy cái gì hết. Và cái niệm A-la-hán thì tâm mình nó khởi lên cái tâm cung kính, hoan hỷ cung kính với cái đức hạnh và trí tuệ của Phật, chứ không phải niệm A-la-hán để mình đạt được cái gì cả. Còn trong những cái sự thực tập, tu tập để mình có thể thấy được những kiếp trước, thì nó có hai cách. Một là mình tu tập để phát triển cái túc mạng trí. Hai nữa mình tu tập quan sát minh sát trí để mình thấy các đời sống quá khứ. Thì cái đấy nó phải có những cái bài bản và cái công phu nó rất là cao. Ví dụ như là một cái người tu tập để có túc mạng trí, vì đó phải chứng được tứ thiền bát định, thành tựu 14 pháp thuần thục để làm chủ tâm. Sau đó thì vì đó mới có thể dẫn tâm, hướng tâm về các kiếp sống quá khứ của mình. Hoặc là vì đó thực hành thiền minh sát, vì đó nương vào các cái phiền não luôn, vì đó thấy những cái nghiệp mà đã làm ở trong quá khứ, thì nó mới thấy được. Còn tất cả những cái cách khác, cái nào cái kia chỉ là tưởng tượng. Thực hành nó không đúng pháp, nó là tưởng tượng. Tưởng tượng mà mình chấp cái tưởng cái đấy là không đúng mà mình tưởng là đúng, nó là tà kiến. Và cái đấy cho nên là vẫn phải tránh, không được khởi lên cái tư tưởng đó. Là hành thiền thì nó có lợi ích, nó có thể phát triển tâm linh trí tuệ. Nhưng mà chỉ cần sai một cái thôi là mình sẽ đi vào tà pháp, thì đi vào ảo tưởng nó cũng có cái nguy hiểm, nên là cũng phải thận trọng. Tâm nó rất là nhiều tâm ấy. Thì mà chia sẻ ra thì Đức Phật chia sẻ là nó có 121 loại tâm, là tâm vương và 52 tâm sở. Thì nó rất là nhiều tâm. Thì cứ tâm này nó khởi lên, cái nó diệt đi thì tâm khác nó lại khởi lên. Ví dụ như là khi mà mình khởi lên một cái tâm tham là do mình ưa thích một cái gì đấy, nhưng mà sau đó thì mình lại khởi lên một cái tâm là tâm đây là tâm tham. Thì cái tâm mà nó quán cái tâm tham đấy thì nó lại là một cái tâm vô tham.
nó là một cái tâm thiện. Và cái tâm nó cứ thay đổi liên tục theo cái sự tác ý của mình. Và không có lúc nào hai tâm cùng khởi lên một lúc được. Lúc này nó tâm này nhưng mà sau đó là tâm khác. Thì cái sự vận hành của tâm nó quá là nhanh và nó quá là vi tế. Và với cái sự bình thường này mình không thể nào mình hiểu ra được. Và chỉ có khi nào thực hành đến thiền tuệ mình mới quán được nó. Còn nếu một người mà hiểu được về tâm thì mình đã làm chủ được tâm thì mình đã không còn phiền não nữa. Ví dụ như là bây giờ mình xem tivi, mắt mình thấy và tai mình nghe. Nhưng cái lúc thấy thì nó không nghe, lúc nghe nó không thấy. Hai tâm khác nhau. Cái tâm mình đang nhìn vào màn ảnh, vào hình ảnh khác. Cái tâm mình nghe cái âm thanh ở trong đấy khác nhau. Nhưng mà bình thường mình không phân biệt được. Mình cứ tưởng là hai cái đấy nó đang diễn ra cùng một lúc. Nhưng thực ra nó diễn ra hoàn toàn khác nhau. Cái lúc mà mình đang thấy nó không nghe, cái lúc nghe nó không thấy. Nhưng mà nó rất nhanh như vậy và mình cảm giác như là mình đang thấy và đang nghe. Kể cả bây giờ cũng vậy, mình đang nghe và mắt mình cũng mở, tai cũng mở, cả hai căn cùng mở. Nhưng mà cái lúc mà cái tâm ở trên mắt là cái nhãn thức của mình nó nhìn cảnh sắc thì cái nhĩ thức nó không thể nghe được âm thanh. Cái lúc mà nhĩ thức nó nghe âm thanh thì cái nhãn thức nó không nhìn được cảnh sắc. Đó thì tất cả các cái tâm khác vậy, tham sân si nó khởi lên. Một tâm này nó khởi lên rồi nó diệt đi, tâm khác khởi lên diệt đi và nó cứ liên tục như thế. Liên tục như thế thì một cái người quán tâm thì dần dần sẽ hiểu ra cái tâm. Hiểu ra cái tâm thì mới thấy được cái tâm này không phải là ta. Và thường là ở trên đời người ta hay chấp là có một cái linh hồn nó trú ẩn ở trong cái thân này. Người ta nghĩ là chết rồi sẽ có một cái linh hồn nó sẽ tồn tại đi và nó thành ma thành giếc ấy. Thì đấy là một cái người không hiểu về tâm. Thực ra thì cái tâm của con người là nó là ở các căn tiếp xúc các cảnh là nó do cái sự nhận thức hiểu biết mà nó sinh lên thôi, có thể là tâm tốt hay tâm xấu chứ nó không phải là linh hồn tâm. Cho nên một cái người quán tâm để hiểu ra vậy, tâm nó là một cái sự hoạt động của cái tâm thức và nó rất là vi tế và nó rất là tinh nhanh. Và quán ra được thì mình mới hiểu là tâm không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Thì nó không có chấp vào cái tâm đấy nữa. Thì nó mới giải thoát được khỏi cái sự chấp trước là tâm này là của mình. Thì giải thích được vậy thôi chứ còn biết giải thích làm sao. Để mà hiểu được, vì không hành thiền quán thì có giải thích cũng chỉ lơ mơ vậy. Bao giờ hành thiền sâu hơn, hành đến thiền quán thì mới hiểu được. Còn nếu muốn hiểu sâu về tâm thì về nghiên cứu về vi diệu pháp học, đánh trên Google đánh cái chữ là học vi diệu pháp hay là cứ đánh chữ vi diệu pháp. Tất cả những cái pháp về vi diệu pháp là sẽ trình bày tất cả các thể loại tâm ở trong đấy. Một cái người mà học được cái đấy thì mới hiểu đúng hết được cái tâm lý của con người. Chứ còn học tâm lý mà ở bên ngoài thì không có phân tích sâu bằng cái tâm lý về cái pháp của Đức Phật. Đức Phật dạy pháp về tâm lý mà. Con người tu gọi là tu tâm, giác ngộ ra cái tâm, hiểu ra được cái tâm. Cho nên là có muốn hiểu tâm thì về nghiên cứu cái pháp là vi diệu pháp. Vi diệu pháp thì rất là rộng lớn, chỉ trình bày về tâm thôi, vận hành về tâm. Mà đọc hết được thì rất là khó hiểu. Đọc cái vi diệu pháp toát yếu là đủ rồi. Tức là chỉ học những cái căn bản này trong vi diệu pháp để hiểu một cái cô đọng là cũng được. Bây giờ đến sắp đến giờ đi ăn trưa rồi. Giờ nghỉ ha. Người nghỉ xong là nghỉ ngơi một chút, đến 10 rưỡi là đi xuống dưới nhà ăn sáng nhé. Xong rồi đi ăn sáng xong là đến một ăn xong này nghỉ trưa một chút rồi lên đây hành thiền nhé. Chiều lên đây ngồi thiền nhé. 1 giờ lên ngồi thiền nhé. Thì ngồi thiền thì sẽ giữ lưng thẳng, giữ đầu thẳng, nhắm mắt lại. Chú tâm ở trên hơi thở này. Cứ nhận biết hơi thở vào, nhận biết hơi thở ra. Như vậy khi nào đau chân thì cứ trở chân đi. Luôn luôn giữ tâm ở trên mũi này, không quan tâm đến dưới bụng này ha. Không để tâm trên đầu, để tâm nhẹ nhàng, không mạnh quá, không yếu quá. Khi nó nghĩ sang chuyện gì thì mình nhắc nhở cái tâm đấy quên nó đi và cứ giữ tâm ở hơi thở như vậy. Rồi là cứ cố gắng ngồi
liên tục 1 tiếng, 2 tiếng hoặc 3 tiếng thì cố gắng hết sức khả năng của mình xem ngồi được bao lâu. Thế bây giờ mọi người nghỉ đi. Trước khi nghỉ có đọc một cái bài hồi hướng nhé. Idame punyam asawa kajam vahamodo idame punyam ibanasa bacajo otu mama punya bagam sabha satanam pacemi desabe idamam punya bagam napantu sadu sadu.